tạo chỉ đạo tuyến của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì thân chào tất cả các đồng nghiệp đã có mặt và tham dự ngày hôm nay. Thì theo cái công văn mà 6422 của Bộ Y tế thì hiện nay cái tình hình dịch bệnh của chúng ta đang diễn tiến rất là nhanh và có xu hướng là những cái bệnh nặng gia tăng rất là nhiều. Cho nên là để có thể là đáp ứng kịp thời và tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực cho các cái bệnh viện đang điều trị người bệnh COVID-19 thì Bộ Y tế đã ban hành cái công văn và đề nghị chúng ta là phải là tập huấn cấp tốc về cấp cứu hồi sức tích cực, sử dụng máy thở vân vân. Thì đối với lại cái chuyên ngành hồi sức tích cực của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng ngoài cái việc mà chẩn đoán xác định rồi sau đó chúng ta vô cái điều trị mà nghiêng về hồi sức thì chúng ta sẽ có cái phân loại là nặng nguy kịch. Và chúng ta làm sao là nếu trong quá trình điều trị mà tốt thì chúng ta sẽ chuyển tầng xuống lại vừa, vân vân. Và trong các cái hoạt động của hồi sức tích cực mà đối với lại những cái bệnh nhân mà COVID nặng và nguy kịch thì chúng ta thấy rằng đó là cái liệu pháp về oxy. Rồi sau đó là những cái phần mà liên quan đến các cái điều trị đặc hiệu, ví dụ như thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập, vân vân. Rồi những cái việc mà chúng ta phải làm đó là lọc máu rồi ECMO. Rồi trong điều trị COVID thì có những cái điều trị đặc hiệu, ví dụ như điều trị thuốc á, thì nó có là kháng virus. Rồi sau đó là có điều trị về kháng viêm, kháng đông. Thì đó là những cái phần mà đối với lại những cái người làm hồi sức á, thì là qua hai cái đợt tập huấn vừa rồi á, là chúng ta đã có hai đợt rồi. Tuy nhiên bây giờ là mở rộng ra để cho các anh em khác để cùng để làm cái công tác của hồi sức. Thì như vậy thì chúng tôi cô đọng lại thì nó sẽ có 6 bài thôi. Trong cái chương trình mà 6 bài á, thì thứ nhất cái bài mà Thảo trình bày đó là phân mức độ nặng của người bệnh COVID-19 và điều trị theo phác đồ. Cái chuyên đề thứ hai đó là oxy liệu pháp và hỗ trợ hô hấp của người hô hấp mà không xâm nhập ở người bệnh COVID-19. Sau đó thì tới cái chuyên đề về đặt nội khí quản và thở máy xâm nhập. Một cái chuyên đề nữa đó là xử trí suy tuần hoàn ở người bệnh COVID-19, tức là trong cái ổn định về mặt huyết động đó. Và một chuyên đề nữa đó là vai trò lọc máu và ECMO trong COVID-19. Và đặc biệt là để bảo vệ cho sức khỏe của những cái người nhân viên y tế tham gia vào việc điều trị những cái bệnh nhân trực tiếp thì nó có là phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế và kiểm soát người bệnh kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho người bệnh COVID-19. Thì như vậy chúng ta có 6 bài tất cả và chúng tôi hy vọng rằng với cái 6 bài này nó sẽ trang bị cho các anh em có thể là có những cái kiến thức về mặt lý thuyết, sau đó thì chúng ta sẽ thực hành khi mà có cái được tăng cường và khi đó thì chúng ta cũng là nhờ các anh em ở tại chỗ sẽ tập huấn tiếp về mặt thực hành cho các anh chị em thì như vậy mới đáp ứng nổi cái điều trị hiện nay. Thì một lần nữa thì Thảo cũng rất là mong trong cái tình hình dịch bệnh như thế này chúng ta cùng chung tay mỗi nhân viên y tế sẽ góp phần vào trong cái công cuộc chống dịch và chúc cho các anh chị em là được mạnh khỏe nè, bình an và mọi việc thì đều coi như là nói là may mắn nhưng mà chủ yếu là mình biết cách để mình phòng ngừa cái dịch COVID cũng như là điều trị cho đồng bào của mình một cách tốt nhất. Thì Thảo rất là cảm ơn. Dạ, chắc là xin phép có một số thông tin thêm chút xíu của ban tổ chức ạ. Thưa cô Thảo, sau cô Thảo chuẩn bị các bạn hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị bài của cô Thảo. Thì vừa rồi cô Thảo có nói là chúng ta sẽ có 6 buổi chiều. Thì ngày hôm nay thì khai mạc sớm thì chúng ta khai mạc bắt đầu 1:45. Tuy nhiên bắt đầu các buổi sau thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 2 giờ, là 14 giờ chiều. Các anh chị chúng ta cố gắng tham dự đúng giờ để các chương trình các giảng viên sẽ bố trí giảng và trong thời gian khung giờ phù hợp nhất. Và trong cái ngày cuối cùng thì sẽ có bài post test theo quy định thì chúng tôi sẽ gửi đường link cho bài post test quý vị sao? Chắc là mời các bạn hỗ trợ kỹ thuật và xin mời cô Thảo sẽ bắt cái bài đầu tiên ạ. Xin mời cô ạ.
Rồi, kính chào tất cả các đồng nghiệp có mặt ngày hôm nay. Thì bữa nay chị Thảo sẽ nói về phân mức độ nặng người bệnh COVID-19 và điều trị theo phác đồ. Thì nói chung cũng sẽ tập trung nói rất là ngắn gọn để các anh chị còn đi làm. Và những cái phần mà nó liên quan đến các cái thảo luận đó thì các anh chị cứ đặt câu hỏi ha. Nếu mà ở mức độ nào mình trả lời được hết đó, thì mình sẽ trả lời, còn không thì có thể là trả lời sau qua email. Sao không đi con? Thì trong cái phân mức độ nặng của bệnh nhân COVID-19 thì trong cái mục tiêu chúng ta có 3 phần. Thứ nhất là nói về cái phân độ nặng. Cái thứ hai là nói về cái phác đồ điều trị của người bệnh COVID nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch. Và thứ ba là cái phần cũng liên quan về phác đồ điều trị, đó là các cái thuốc điều trị COVID-19. Không đi con. Thì chúng ta sẽ sơ lược về các cái triệu chứng lâm sàng cũng như một cái số hội chứng, rồi mình sẽ đi vào cái phân mức độ. Thì chúng ta thấy rằng đối với lại CDC cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta đã đưa ra một số các cái giảng đồ để cho dễ nhận biết và cái người dân người ta cũng có thể nhận biết được. Ví dụ như là bệnh nhân là có ho, là có sốt, là có ớn lạnh, đau cơ ha. Một số trường hợp thì nó nặng hơn, tức là người ta sẽ bắt đầu thấy thở nó hơi mệt ha, cái thở nó ngắn lại, hoặc là có triệu chứng đau họng, hoặc là một số các cái trường hợp đó, thì người ta bị sổ mũi rồi vân vân. Và trong cái các cái yếu tố mà các cái triệu chứng của COVID-19 thì người ta thấy có 12 cái biểu hiện mà cũng khá quan trọng, và đặc biệt là đối với lại chủng Delta trong cái đợt này thì người ta thấy nổi lên. Không phải là sốt nhiều mà nó tập trung là thứ nhất là bệnh nhân có ho, thứ hai là đau họng, và thứ ba là có những trường hợp bị tiêu chảy, và thứ tư nữa đó là cái mất vị giác hoặc là mất khứu giác thì nó nhiều hơn mấy cái những cái triệu chứng khác. Mấy em xin lỗi một chút để cho bên kỹ thuật điều chỉnh chút xíu. Em cho qua slide khác đi. Nó cho rộng ra quá nó bị trộn. Em có thể tắt đèn như chỗ đó được không con? Xin các anh chị chờ trong chút xíu nữa nha, để Thảo xin tiếp tục. Về phía đặc điểm lâm sàng thì người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà chẩn đoán xác định mà dựa trên xét nghiệm PCR dương tính thì người ta thấy rằng có khoảng 40% là không có triệu chứng. Mà bây giờ thì người ta không gọi là bệnh nhân mà người ta gọi là nhiễm SARS-CoV-2. Thứ hai là 40% là triệu chứng nhẹ, trong đó có sốt, có ho, có khó thở. Thì Thảo cũng xin lỗi là những cái phần này là nó vẫn là lấy các cái dữ liệu nghiên cứu khoa học của cái đợt dịch mà alpha. Còn hiện nay đối với lại beta thì mới vừa ngày hôm qua thì có hai cái nghiên cứu lớn người ta đã công bố, đó là trên Lancet và Nature. Thì những cái phần mà tỷ lệ đối với lại thể delta thì nó có hơi khác, và thứ hai nữa là cái tỷ lệ mà nhập viện, bệnh nhân nhập viện mình là gấp đôi so với lại chủng alpha. Thì cái này là mấy anh chị lấy các cái dữ liệu này là từ cái thể alpha. Và trong đó thì có 15% các cái triệu chứng nặng, ví dụ như là có siêu hấp hoặc là có thể kèm theo các cái triệu chứng ở cơ quan khác. Còn chúng ta thấy rằng có 5% là nguy kịch, tức là từ lúc mà thở máy xâm nhập, lọc máu và ECMO. Và các triệu chứng thì có thể thay đổi rất nhanh, và đặc biệt đối với lại chủng Delta thì như các anh chị thấy ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các cái điểm dịch, ví dụ như là Bình Dương, Đồng Nai và Long An, thì những cái trường hợp mà chúng ta thấy là chuyển nặng rất nhanh và chuyển nặng nguy kịch.
và chỉ có thể là trong vòng một buổi hoặc là một ngày. Và cái tỷ lệ tử vong thì nó cũng rất là thay đổi, từ 2-25% tùy theo lãnh thổ và tuổi. Và sau 2-8 tuần thì chúng ta thấy rằng hiện nay đối với chủng Delta thì nó rất nhanh. Các cái triệu chứng ít gặp hơn thì như chúng ta đã biết một hồi chút xíu thì nó qua cái phần sinh lý bệnh để mà chúng ta nói về các cái thuốc điều trị cũng như các cái giai đoạn điều trị đó. Thì cái nhiễm COVID thì nó không phải chỉ đánh vào cái hệ hô hấp là phổi, mà hiện nay thì theo sinh lý bệnh đó là vi huyết khối miễn dịch, và nó tổn thương cùng lúc rất là nhiều cơ quan, cho nên đặc điểm lâm sàng nó cũng phụ thuộc. Ví dụ như về thần kinh thì có thể là có nhồi máu não, viêm não và liệt, giống như là hội chứng Guillain-Barré, có tổn thương gan, có tổn thương thận và có một số các cái triệu chứng da niêm của COVID đặc hiệu. Còn về cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng nổi bật lên đó là các cái cận lâm sàng nó nghiêng về cái tăng đông máu hoặc là tắc mạch. Trong đó thì chúng ta có thể khảo sát cái thời gian protombin dài hoặc là dedimer tăng gấp 4-5 lần. Và những cái này đó là những cái yếu tố tiên lượng để mà chúng ta xác định rằng người bệnh là tiên lượng nặng hay nhẹ. Và tiểu cầu thì là giảm dưới 150.000, hoặc là có những trường hợp là có đông máu nội mạch rải rác, và chúng ta có những cái phần gọi là bị những cái bệnh lý về đông máu mà do cái sepsis gây nên. Thì trong đó chúng ta có những cái cận lâm sàng để mà có thể theo dõi, ví dụ như PT hoặc là tiểu cầu, và chúng ta đánh giá những cái phần mà của rối loạn mà đa chức năng cơ quan bằng các thang điểm SOFA. Ngoài ra thì cái cận lâm sàng mà đặc biệt mà coi như là của COVID mà người ta thường nói đến đó là bão cytokine. Thì trong những cái phần mà liên quan đến bão cytokine thì nó có rất nhiều các yếu tố và có cái phân loại cũng như là có những cái tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì người ta thấy nó liên quan mật thiết đến các cái công thức máu đó, thì trong đó có bạch cầu giảm, đặc biệt là lympho. Và lympho là một trong những cái yếu tố để đánh giá tiên lượng những cái bệnh nhân COVID nặng. Thì lympho trong những trường hợp mà nặng đó thì chúng ta thấy rằng dưới 800 có sự giảm của CD4 hoặc là CD8 và tiểu cầu và một số các cái tế bào T mà hỗ trợ đó. Và đặc biệt là đối với lại cái bộ cytokine thì người ta thấy tăng rất là nhanh và nhiều. Đó là cái TNF-alpha, rồi interleukin-1-beta, interleukin-6, v.v. Thì chúng ta thấy rằng cái cơn bão cytokine đó là nó một trong những cái yếu tố tiên lượng và bệnh nhân sẽ nặng và nguy kịch. Và những cái yếu tố lâm sàng liên quan đến cái yếu tố tiên lượng nữa đó là ferritin hoặc là CRP và NDH. Còn riêng về đối với lại các cái phần mà tổn thương phổi thì người ta sẽ đánh giá qua cái số liệu về siêu hấp trong khí máu động mạch và những cái sân ở phổi và những cái yếu tố về tăng áp động mạch phổi. Cũng như hồi nãy đã nói thì đối với lại sinh lý bệnh của COVID thì người ta thấy rằng nó ảnh hưởng là tất cả các cơ quan, cho nên ở đây thì mình thấy rằng đối với cận lâm sàng cũng rất nhiều các cái đặc điểm, ví dụ như là rối loạn điện giải, trong đó có hạ natri máu, hạ kali máu, có tiểu đạm, tiểu máu hoặc là tổn thương thận cấp, tổn thương gan, và đặc biệt là những trường hợp mà nó có là suy tim hoặc là viêm cơ tim, BNP tăng, và trong đó suy đa tạng thì người ta đánh giá bằng nhiều cách dựa trên các cái chức năng của các cơ quan cũng như các thang điểm. Và nếu như mà bội nhiễm hoặc là đồng nhiễm thì người ta sẽ đánh giá qua BCT, CRP và bạch cầu. Thì liên quan đến tất cả các phần chẩn đoán thì người ta thấy rằng hiện nay đối với lại chẩn đoán hình ảnh mà X quang phổi đó, thì với cái công nghệ là AI đó thì hiện nay nó đã giúp đỡ cho các bác sĩ rất nhiều. Và hiện tại ở tại Việt Nam mình cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh, cái điểm dịch đó, thì cũng có những cái là X quang phổi mà theo cái công nghệ này để giúp cho chúng ta phát hiện sớm ra những cái tổn thương phổi mà do COVID mà hơi đặc hiệu. Thì chúng ta thấy như là đây là hình 1 là tổn thương dạng kính mờ ở phổi phải và đông đặc ở phổi trái. Thì đây là những cái gọi là đặc hiệu của COVID đó. Mấy anh chị nhìn hoài thì mấy anh chị sẽ nhận ra.
Và hiện nay thì với cái công nghệ mà AI ở tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã xác định được mà một số cái yếu tố mà gây viêm phổi mà do COVID á, thì chúng ta có thể là chỉ điểm cho các cái bác sĩ lâm sàng. Hình hai đó là hình ảnh của nhiều đốm mờ ở hai bên phổi. Thì trong cái đó thì nó có những cái hình mà chúng ta thấy rằng có cái mũi tên đó để cho các anh chị thấy rõ hơn. Và kế tiếp đó, hình 3 đó là hình là đông đặc dạng đốm ở ngoài biên phổi. Đó là những hình ảnh đặc hiệu. Kế tiếp đó là tổn thương mà dạng kính mờ. Mấy anh chị thấy là trên cái hình ảnh CT đó thì lại thấy rõ là nó từ ngoài biên đi vào. Thì đây là những cái gọi là tổn thương đặc hiệu. Các anh chị thấy ha. Ở đây là những cái tổn thương rất là đặc hiệu từ ở phía ngoài biên đi vào. Cái thứ hai đó là hình 5, đó là tổn thương mà dạng đông đặc ở vùng đáy. Thì chúng ta thấy rằng đây, ở trong cái trường hợp này thì nó nằm ở ngay cái phía sau lưng. Do đó là những cái trường hợp mà trong điều trị đó mà em chị thấy rằng đối với lại COVID mà ở cái thể mà nhẹ đó, người ta chưa thở máy mà chỉ thở tự nhiên thôi, nếu chúng ta cho nằm sấp thở tự nhiên thì nó cũng cải thiện các cái oxy hóa máu cho bệnh nhân. Và hình số 6 đó là tổn thương kết hợp với lại dạng kính mờ và đông đặc. Thì đây là những cái hình ảnh CT mà trên cái lâm sàng hiện nay kết hợp giữa chẩn đoán hình ảnh với lại lâm sàng thì chúng ta thấy cũng khá nhiều. Kế tiếp đó là hình 7 thì các anh chị thấy là cũng có những cái tổn thương ở tùy dưới phổi phải ha. Và những cái hình mà chúng ta thấy là dạng lưới ở những cái bệnh nhân mà ho ngày thứ hai đó này thì anh chị cũng thấy. Và cái hình số 10 đó là tổn thương dạng lát gạch ở những bệnh nhân, đây là một trường hợp là bệnh nhân 81 tuổi sốt ho vào ngày thứ bảy, và cái hình lát gạch này cũng khá là đặc trưng. Và nếu như các anh chị là được mà hội chẩn ở trong những cái buổi mà của chẩn đoán hình ảnh với lại lâm sàng thì các anh chị thấy là cái này chúng ta gặp cũng rất là nhiều. Và những cái trường hợp mà nốt á, thì nó gợi ý tới viêm phổi nhiễm trùng hơn là cái COVID của mình. Và một cái nữa của chẩn đoán hình ảnh mà chúng tôi muốn đề cập ngoài cái X quang và cái CT đó thì hiện nay thì người ta sử dụng cái siêu âm rất là nhiều, được xem như là một cái cánh tay nối dài. Thì hiện tại thì các anh chị không biết đã được là coi như là chữa COVID chưa, thì có một số các anh chị nói hay ghi vô là ran phổi này nọ. Thực ra thì khi mà mình bận cái bộ đồ mà bảo hộ đó, kín mít từ trên xuống dưới, thì việc mà nghe tim phổi bệnh nhân á, là mình thấy là rất là khó. Cái thứ hai nữa là thường là đa phần là sử dụng siêu âm. Thì trong cái siêu âm phổi hiện nay đó là một cái công cụ đánh giá lâm sàng rất là hữu ích. Thì chúng ta có thể làm tại giường và lặp đi lặp lại, người ta gọi là real time á, tức là mình đánh giá khi mà mình vô mình khám lâm sàng là mình có thể là quét qua để xem tình hình phổi nó như thế nào, có đường B-line hoặc là bệnh nhân vẫn tốt, hoặc là A-line là coi như là phổi nó vẫn thông khí tốt vân vân. Thì người ta siêu âm phổi thì dùng phác đồ 8 vùng. Thì các anh chị thấy đó ha, người ta chia cái vùng phổi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở mỗi một bên phổi. Rồi sau đó mình sẽ nghe, và tùy theo cái tư thế bệnh nhân là nằm ngửa hay là bệnh nhân đang ngồi khó thở đó, đang ngồi thì mình sẽ sử dụng ở những tư thế như thế nào. Đây là một số các cái trường hợp mà chúng ta siêu âm phổi. Thì mấy anh chị mà nếu mà đã học qua hồi sức cấp cứu á, thì là nó có một cái chứng chỉ gọi là chứng chỉ siêu âm trong hồi sức, thì những cái phần này thì chúng ta được học. Còn nếu mà chúng ta chưa được á, thì là trong cái dịp nào mà có máy siêu âm thì các anh chị cứ quét ở trên bệnh nhân COVID á, thì thấy những trường hợp bệnh nhân mà viêm phổi thì nó có những cái đường bi ha, hoặc là những cái đường bi hợp lưu, hoặc là những trường hợp nó đông đặc phổi hẳn luôn, thì những cái trường hợp đó là cái phổi nó cũng khá nặng rồi ha. Và một số trường hợp thì nó có tràn dịch đi kèm nhưng mà cũng ít thôi. Đối với COVID thì những cái này nó ít. Nhưng mà riêng đối với COVID, nếu chúng ta thở máy mà không có hiệu quả đó thì có một số trường hợp nó bị tràn khí. Thì những cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng cái phổi của mình nó không có, nó có những cái phần mà cái đường mà khí đó thì chúng ta có thể đánh giá được. Giờ thảo qua cái phần mà phân mức độ nặng của bệnh nhân COVID.
Thì hiện nay đó người ta sử dụng là đánh giá cái mức độ nặng của bệnh và cái tỷ lệ tử vong. Thì đối với lại nước ngoài, ngay cả như WHO đó, thì người ta cũng chia các cái mức độ như là nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch. Và đối với lại từng mức độ thì là ví dụ như là từ nhẹ cho đến vừa đó thì gần như là bệnh nhân có thể khỏi, có thể là tự nhiên hoặc là chúng ta can thiệp một ít. Nhưng đối với lại nặng và nguy kịch thì các anh chị thấy là cái màu đỏ đó, thì cái màu đỏ này thì mấy anh chị thấy là nó không đi rồi. Thì cái màu đỏ thì nó đưa về cái mũi tên đó là cái bệnh nhân tử vong cũng khá nhiều ha. Cho nên là đây là một trong những cái mà mình phân mức độ để mình đánh giá tiên lượng và có thể là biết được cái tỷ lệ tử vong. Cái thứ hai nữa, cái việc mà phân mức độ đó thì nó vừa thứ nhất là đánh giá cái độ nặng của bệnh, nhưng mà nó cũng là mục tiêu để cho chúng ta phân bố các cái nguồn lực, cũng như trong trường hợp này thì mấy anh chị thấy hai tam giác ngược á, ví dụ như là đối với lại COVID nhẹ á, thì người ta thấy rằng chỉ cần cách ly ha. Đối với lại vừa và nặng thì có thể là dùng các cái liệu pháp oxy hoặc là không xâm nhập hoặc là oxy liều cao rồi vân vân, nhưng mà đến khi nguy kịch thì người ta phải có máy thở. Cho nên hiện nay thì đối với lại Bộ Y tế trong cái giai đoạn đầu các anh chị thấy là người ta phân các cái tỷ lệ về vừa nhẹ vừa nặng, và chúng ta thành lập các cái trung tâm hồi sức cũng như là trang bị các cái máy thở cho phù hợp ở những cái tầng để cho chúng ta có thể đủ các cái nguồn lực về trang thiết bị cũng như là nhân lực để mà có thể điều trị tốt cho những cái bệnh nhân COVID. Đây là cái mô hình mà tháp 3 tầng mà mới nhất, mà sau khi mà Bộ Y tế họp trong cái tuần trước á, là tập huấn á, thì chúng ta thấy rằng lúc đầu á, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là do cái nguồn lực và cái số ca bệnh nó tăng quá nhanh, cho nên là mình phân là 4 tầng, sau đó là 5 tầng. Tuy nhiên thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng trở về cái tháp 3 tầng mà Bộ Y tế từ trước đến giờ vẫn áp dụng. Thứ nhất tầng 1 là tầng nhẹ, thứ hai là tầng vừa và thứ ba là nặng và nguy kịch. Và trong 3 tầng này á, thì với các phác đồ điều trị khác nhau cũng như là có cái sự mà chuyển tầng, nếu như bệnh nhân hồi phục á, thì từ nặng nguy kịch có thể chuyển về vừa hoặc là từ vừa chuyển thành nhẹ rồi vân vân. Chúng ta có thể có những cái bệnh nhân xuất viện. Còn đối với lại những trường hợp mà nặng lên thì chúng ta cũng có thể là từ tầng 2 tức là tầng vừa và chuyển lên cái tầng 3, tức là lúc đó phải vào những cái bệnh viện điều trị COVID cấp 3, và trong đó thì có vai trò của điều phối rất là quan trọng. Và hiện nay với cái tinh thần mà quá tải như giờ đó thì là cái việc điều phối nó càng đóng góp nhiều hơn cho sự thành công của các bệnh nhân mà được điều trị. Tại vì nếu mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân người ta đã phải nhập tầng 3 nhưng mà vì một lý do nào đó mà người ta chưa được đưa lên tầng 3, thì cái tầng 2 nó cũng phải đảm bảo ở cái mức độ điều trị như thế nào để chờ đợi có thể chuyển vào cái tầng 3. Thì đây là một trong những cái bài toán mà đối với lại những cái đơn vị hoặc cái địa phương nào mà đang quá tải thì người ta cũng đang rất là tích cực để làm sao cố gắng cho bệnh nhân những cái phương tiện điều trị tốt nhất trong khi chờ đợi được chuyển tầng. Thì như chúng ta đã nói nãy đó, tức là đối với lại những cái bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 mà không triệu chứng thì hiện nay thì mình ghi là nhiễm SARS-CoV-2 chứ không ghi là bệnh nhân hoặc là và thứ hai nữa là đối với lại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một số các địa phương đó, thì hiện nay Bộ Y tế cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn là cho những người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 tức là không triệu chứng cộng với lại mức độ nhẹ thì điều trị ở tại nhà. Và hiện nay thì rất nhiều các cái văn bản hướng dẫn từ Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các sở ở các cái đơn vị mà đang quá tải thì người ta đang áp dụng một cách tốt nhất. Thì trong diễn biến của COVID-19 thì chúng ta thấy rằng cái này thì trên một số các cái báo của nước ngoài, đây là Nature,
và chúng ta dịch ra thì ta thấy là giai đoạn ủ bệnh á, tức là trước đó 5 ngày ha. Và sau đó là tới cái bệnh nhẹ. Bệnh nhẹ thì đối với lại nước ngoài thì nó ghi là được 81%, này cũng là chủng cũ thôi, chứ còn chủng Delta của mình thì giờ nó nhiều lắm, nó ít hơn, chuyển nặng nhiều hơn. Thì trong cái thời gian mà từ cái điểm mà khởi phát bệnh cho đến 14 ngày đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái thể bệnh như là người bệnh có sốt, mệt, ho khan, có tổn thương trên X quang và hoặc là viêm phổi ha. Rồi cái nặng á, thì chiếm khoảng 14%, thì ở những bệnh nhân này thì nó rõ hơn, ví dụ như là nhịp thở của mình á, là rõ rồi ha, trên 20 lần một phút ha. Rồi sau đó là cái SpOC á, là nó nhỏ hơn 94 hoặc bằng 94. Rồi có những cái bệnh nền đi kèm và cái nhu cầu cần phải được hồi sức, thì trong đó là cái khoảng đó khoảng 14%. Và người ta đánh giá về yếu tố nguy cơ thì dựa trên tuổi, những cái bệnh nhân nào trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền là những cái yếu tố nguy cơ cao. Và đối với lại cái nhóm bệnh mà nguy kịch và tử vong thì khoảng 5%. Đây là những cái trường hợp mà suy hô hấp mà tiến triển rất nhanh, đưa vào cái ARDS và có những cái sốc nhiễm trùng hoặc là suy đa tạng. Thì những cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng rất nặng và cái nguy cơ tử vong cao, và đặc biệt là trên những cái người mà có bệnh nền hoặc là tuổi cao trên 70. Thì như vậy thì Thảo sẽ trình bày gọi là các cái yếu tố nguy cơ mà theo WHO hiện nay. Thì chúng ta thấy là xanh, tức là yếu tố nguy cơ thấp ha. Thì những cái nội dung nó như thế nào, tức là những người tuổi dưới 45 không có mắc bệnh lý nền. Thứ hai là đã tiêm đủ 2 liều vaccine và trước cái ngày xét nghiệm dương tính ít nhất 12 ngày. Sức khỏe thì chưa có dấu hiệu bất thường và SpOC là từ 97% trở lên. Cái này là của WHO. Và cái xử trí của chúng ta là gì? Đó là chuyển đến cơ sở thuộc tầng 1 tháp điều trị. Nhưng mà cái này là bây giờ là hiện nay đối với lại những nơi mà quá tải như thành phố Hồ Chí Minh thì những cái này là nếu như đủ điều kiện để cách ly tại nhà thì người ta cũng cách ly tại nhà. Yêu cầu của người nhiễm SARS-CoV-2 thì phải tự theo dõi sức khỏe và thông báo tình trạng sức khỏe đến cho nhân viên y tế địa phương. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm nguy cơ trung bình. Nhóm nguy cơ trung bình thì được gọi là cái vùng vàng. Vùng vàng này thì các cái yếu tố về dấu hiệu đó thì các anh chị thấy nó cũng là sức khỏe có dấu hiệu bất thường, tức là bệnh nhân có sốt, có ho, có đau họng ha. Và sau đó thì nếu đúng là được chuyển đến tầng 2 của tháp điều trị. Và nếu như trong thời gian chờ nhập viện mà người bệnh phải biết tự theo dõi sức khỏe cũng như liên lạc ngay với nhân viên y tế khi có tình trạng cấp cứu. Tới cái vùng thứ ba, đó là cái vùng yếu tố nguy cơ mà da cam gọi là nguy cơ cao. Thì những cái trường hợp đó là những trường hợp mà tuổi từ 65 trở lên, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, và lúc này thì SpOC là nó dưới 94 nhưng mà nó lại trên 92. Những trường hợp này thì chỉ định nhập viện càng sớm càng tốt. Và trong những trường hợp mà chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ nguy cơ hàng ngày để chuyển màu cho nó phù hợp. Và một cái nữa đó là cái vùng đỏ là yếu tố nguy cơ rất cao theo WHO, đó là tuổi trên 65 có bệnh nền và người bệnh ở trong độ tuổi bất kỳ nhưng mà có tình trạng cấp cứu, tức là những cái tình trạng giống như là SpOC từ 92% trở xuống, người bệnh đang có tình trạng là khó thở hoặc là có liệt tứ chi, đang điều trị hóa xạ trị vân vân. Thì đây là cái chỉ định phải đến ngay bệnh viện của tầng 3 và được xử trí cấp cứu trước, trong và sau khi vận chuyển đến bệnh viện. Thì chúng ta thấy rằng hiện nay các yếu tố nguy cơ này được đánh giá bởi ai, cũng là nhân viên y tế ở các đơn vị ở địa phương ha, để cho chúng ta kịp thời để chuyển đến các tầng. Thì đó là các yếu tố nguy cơ. Còn các cái phụ lục á, thì các anh chị sẽ xem thêm. Ở trong đây có phụ lục 1 là các bệnh nền có yếu tố nguy cơ cao. Thì cái này chúng ta thấy rằng hiện nay đối với lại thể Delta thì chúng tôi thấy là có 3 cái mà rất là quan trọng, đó là bệnh nhân đái tháo đường. Cái thứ hai là bệnh nhân thuộc bệnh lý tim mạch. Và thứ ba nữa là bệnh nhân béo phì. Còn các cái bệnh phổi tắc nghẽn thì cũng có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà ba cái phần mà nãy tôi trình bày đó thì gần như là trong cái đợt này rất nhiều,
và cái tỷ lệ tử vong trên những người này cũng rất cao. Sẽ có những cái phần mà tổng kết từ Bộ Y tế thì các anh chị sẽ thấy. Cái phụ lục 2 đó là các cái dấu hiệu cũng như là các cái biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2, thì cái này các anh chị cũng nghe rồi ha, những cái biểu hiện nhiễm, ho, sốt thì vân vân đó, và một cái tình trạng cấp cứu đó là rối loạn ý thức, có khó thở, có nhịp tim nhanh, có huyết áp tụt vân vân. Đó là những tình trạng cấp cứu mà hiện nay đối với thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn đầu đó là có một số cái bệnh nhân F0 có tình trạng cấp cứu mà tại nhà đó chúng ta đưa ra không kịp, thì những cái người này thì không được cấp cứu kịp thời đó thì cái tiên lượng tử vong rất cao. Đây là một cái sơ đồ về mặt kết hợp giữa sinh lý bệnh của khi mà nhiễm SARS-CoV-2 và những cái can thiệp của mình ở trong cái sơ đồ này. Thì như vậy thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn là đáp ứng của virus và một cái giai đoạn nữa đó là đáp ứng viêm của ký chủ là của người bệnh đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn 1 thì các cái mức độ của nó là nhẹ ha. Rồi chúng ta can thiệp cái gì? Chúng ta đánh giá các cái xét nghiệm, ví dụ như là lympho có giảm hay không để coi các yếu tố nguy cơ. Và trong cái thì này thì chúng ta có thể can thiệp cái phần mà màu vàng này nè mấy anh chị. Thì người ta thấy rằng ví dụ như là các cái thuốc kháng virus thì nó có thể trải dài trong cái giai đoạn mà virus, cái pha virus này. Thì chúng ta có remdesivir này ha, một số các cái thuốc mà kháng virus ha. Hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta truyền những cái huyết tương mà đã có những người mà bị nhiễm rồi đó thì nó tạo ra kháng thể. Và trong cái giai đoạn thứ hai là khi mà đáp ứng với lại cái ký chủ nè thì là tăng cái mức độ viêm. Thì chúng ta thấy rằng cái mức độ thì nó có hai pha, một pha, cái pha 2 là pha của phổi nhưng mà có 2A và 2B. Và trong những cái trường hợp này thì cái biểu hiện lâm sàng cũng như là tất cả những cái phần cận lâm sàng thì chúng ta có thể thử các can thiệp. Thì chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp là chúng ta dùng các cái loại kháng viêm nếu như mà trong giai đoạn bắt đầu mà có cái phản ứng viêm quá mức thì chúng ta có thể dùng các cái loại thuốc kháng viêm hoặc là các cái loại thuốc mà kháng thể đơn dòng. Cũng như các cái trường hợp mà chúng ta có thể lọc ra được các cái gọi là các cái cytokine hoặc là các cái yếu tố viêm. Đây cũng là một cái giản đồ để cho chúng ta thấy rằng đối với lại các cái loại mà COVID nhẹ và COVID nặng thì cái tác ứng của cái virus cũng như là cái đáp ứng về cái miễn dịch kháng miễn dịch về viêm đó nó cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như trong cái giai đoạn mà COVID mà nhẹ đó thì các anh chị thấy rằng rõ ràng là những cái trường hợp này thì theo như là tự nhiên phản ứng tự nhiên đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng có cái giai đoạn của virus nhưng mà sau đó thì nó giảm dần. Rồi sau đó thì cái đáp ứng viêm nó cũng có nhưng mà nó vừa mất và sau đó nó hồi phục. Nhưng tuy nhiên đối với lại những người bệnh mà COVID nặng đó thì các anh chị thấy rằng cái giai đoạn mà của virus mà nó phát tán nó xuống rất chậm và cái đáp ứng viêm thì trở thành là đáp ứng viêm quá mức. Và trong những trường hợp này thì chúng ta cũng can thiệp ở trên các cái thuốc điều trị cũng như là các cái biện pháp kỹ thuật nó cũng khác nhau. Và chúng ta thấy ở đây cái vai trò mà dùng kháng đông ở mức độ nào đó thì chúng ta thấy tới cái giai đoạn đó thì chúng ta mới dùng. Và hiện nay thì trong COVID mà về điều trị đó thì người ta nói đến cái việc điều trị điều hòa miễn dịch, thứ hai là thuốc kháng virus và thứ ba là kháng đông. Thì như vậy là chúng ta cái dựa trên sinh lý bệnh mà chúng ta cho ở mức độ vừa phải. Cái này thật xin nhấn mạnh rằng cái giai đoạn mà nó giữa cái phần mà có cái đáp ứng viêm quá mức á, thì mấy anh chị thấy là nó có sự chồng lấp ở ngay cái giai đoạn này. Tức là trong giai đoạn mà chồng lấp này thì cái phần mà của virus á, nó sẽ còn một thời gian. Và trong khi đó thì những cái biến chứng cũng như cái phản ứng viêm quá mức á, thì nó từ ngày thứ sáu nó đã có và nó trội lên và nó đáp ứng thành ra cơn bão cytokine vân vân. Thì như vậy trong cái thời điểm đó thì chúng ta cũng có thể cho thuốc. Có một số anh chị nói
bây giờ là 7 đến 10 ngày rồi dứt mình cho nữa rồi vân vân. Nhưng mà những cái thời điểm mà chuyển tiếp đó thì chúng ta tùy theo cá thể hóa mà chúng ta có thể dùng các cái thuốc như là kháng đông, kháng viêm hoặc là kháng virus ở cái giai đoạn này. Tiếp. À, còn đây cũng là một cái dạng đồ mà của WHO. Thì như vậy là đối với lại CDC hay WHO hay là các cái tổ chức mà nó liên quan nghiên cứu về cái COVID á, thì chúng ta thấy rằng trải qua từ cuối năm 2019 cho đến bây giờ thì là rất rất nhiều các cái nghiên cứu được triển khai cho bệnh nhân COVID, và hầu như là toàn bộ tất cả các cái bệnh nhân mà bệnh nền á, mà có COVID nó cũng diễn biến khác. Cho nên là những cái gọi là bình thường hoặc là bình thường mới với COVID á, thì chúng ta đều phải học lại hết vì cái sự tác động của cái những cái gọi là nội mô nội, trong diễn biến về sinh lý bệnh của COVID nó tác động gián tiếp đến các cái bệnh lý ví dụ như tim mạch, đái tháo đường vân vân, thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái phác đồ đều phải thay đổi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy đó có những cái vùng, đây nó có nói đó, các cái ký hiệu ở phía dưới nè, các anh chị thấy nè. Thì trong những cái phần này thì chúng ta thấy tới cái giai đoạn là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thì cái giai đoạn 2 giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì rất nhiều các cái biện pháp có thể là chúng ta cùng một lúc chúng ta có thể triển khai. Ví dụ như là thuốc kháng virus nè, thuốc kháng viêm nè. À, và remdesivir thì được dùng ở trong cái khoảng là dưới 10 ngày ha. Rồi xong rồi cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng cái corticoid và những cái thuốc kháng interleukin 6 như là các cái loại kháng thể đơn dòng vân vân đó, thì chúng ta sẽ dùng vào cái giai đoạn giữa giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thì như vậy là cũng tùy theo cá thể hóa, và chúng ta có thể định lượng một số các cái yếu tố như interleukin hoặc là cytokine, hoặc là những cái phần mà ví dụ như là CRB để đánh giá về cái viêm, hoặc là dedimer, hoặc là ferritin vân vân. Thì những cái phần đó nó quyết định để cho chúng ta có thể dùng các cái thuốc kháng viêm giống như corticoid, hoặc là thuốc kháng interleukin 6, hoặc là kháng thể đơn dòng kết hợp vân vân. Thì những cái trường hợp này thì chúng ta dựa theo cái dạng đồ này. Cái đó là của thế giới, nhưng mà rồi tiếp tục chúng ta sẽ xem cái phác đồ của Việt Nam chúng ta, và nói chung thì trong cái thời điểm này thì chúng ta phải theo cái phác đồ của Bộ Y tế. Còn đối với lại nước ngoài thì đối với lại mà dân chúng thì người ta phân độ. Thứ nhất là khi mà xác định là nhiễm SARS-CoV thì bắt đầu người ta chia ra, nếu như có những cái yếu tố mà nặng, ví dụ như là SpO2 nó dưới 90% nếu thở nhiệt độ phòng, hoặc là nhịp thở của bệnh nhân trên 30, hoặc là có những cái trường hợp mà đối với con nít á, thì nó có siêu hấp ha. Rồi có những cái trường hợp là những cái biểu hiện khó thở vân vân, thì người ta xếp vào gọi là nặng ha. Thì nếu như không có những cái triệu chứng của nặng thì được coi là không có cái gì mà nặng, mà giống như là mình gọi là nhẹ đó, thì người ta phân là không nặng. Và một cái nữa nguy kịch đó là người ta phải có sự có những cái yếu tố như là AIDS hoặc là sepsis hoặc là septic shock vân vân, hoặc là có cần phải can thiệp hồi sức rồi vân vân, thì người ta gọi là nguy kịch. Thì như vậy đối với dân chúng thì người ta chỉ biết là cái này nó không nặng, nó nhẹ, cái hai là nặng, cái ba là nguy kịch. Thì như vậy đó là cái cách xếp loại của ở nước ngoài. Còn đối với Việt Nam á, thì hiện nay Sở Y tế cũng như Bộ Y tế thì phân. Cái này nó hơi nhỏ, hồi chị Thảo có một cái bảng nó rõ hơn. Thì người ta sẽ phân thứ nhất đó là không triệu chứng. Không triệu chứng tức là người nhiễm thôi, không có bệnh lý gì hết. Thứ hai là nhẹ, tức là sẽ có một số các triệu chứng như là đau họng, sốt rồi vân vân. Thì tất cả hiện nay thì theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì không triệu chứng và nhẹ thì chúng ta sẽ cho là điều trị tại nhà nếu đủ các cái điều kiện để cách ly tại nhà. Và trong đó thì hiện nay đối với thành phố Hồ Chí Minh mình á, thì người ta đã hướng dẫn rất là kỹ trong đó về chăm sóc, nhận biết các cái những cái dấu hiệu để chuyển nặng mà báo cho nhân viên y tế,
và các cái gói thuốc như là gói A, gói B, gói C. Thì trong đó thì những cái gói mà cần phải nhân viên y tế tham gia đó là cái gói mà có kháng viêm và kháng đông. Và một cái gói nữa mà thuộc về thử nghiệm lâm sàng đó là thuốc kháng virus là Monopiravir. Thì đó là những cái phần mà hiện nay chúng ta đang triển khai. Và cái một lĩnh vực nữa đó là vừa hoặc nặng hoặc là nguy kịch. Thì cái này Thảo chuyển qua cái mà dễ nhìn hơn. Đây. Thì đối với chúng ta thì cái phần nhẹ và nhiễm này á, thì điều trị tại nhà. Nhưng mà phần vừa đó, tức là bắt đầu là có cái việc mà thở nhanh trên 20 lần một phút, SpOC 94, có ran phổi và có cái hình ảnh X quang là vi phổi. Thì chúng đó là sẽ bắt đầu cho thở oxy. Thở oxy hoặc là chúng ta có thể là thở qua gọng kính, cannula hoặc mask, hoặc là thở không xâm nhập, hoặc là thở oxy gọng cao v.v. là tùy. Nhưng mà trong giai đoạn mà vừa này đó là màu vàng vàng nè, thì chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta đã sử dụng kháng viêm và kháng đông. Thì hiện nay thì có rất nhiều các em nói là sử dụng mà kháng viêm á, thì nó có ba thứ ha. Ví dụ như là mình sử dụng các cái kỹ thuật mà để điều trị kháng viêm thì nó có là thuốc corticoid. Cái thứ hai đó là các cái phần mà mình dùng kháng thể đơn dòng hoặc là kháng thể kháng interleukin 6, hoặc là chúng ta lọc, đó là các cái xử lý về kháng viêm. Còn kháng đông á, thì chúng ta sử dụng, thì trong cái phần mà kháng viêm mà corticoid thì có rất nhiều các cái biệt dược để cho chúng ta sử dụng. Tuy nhiên hiện nay Bộ Y tế vẫn khuyến cáo có một loại mà dùng là dexamethasone. Ngoài ra cũng có thêm hai cái thuốc nữa, đó là methylprednisolone và prednisone. Còn riêng về cái phần mà các cái thuốc mà kháng đông á, thì cũng cho thêm một loại nữa. Còn một loại là nó mắc tiền quá cho nên là hiện nay chúng ta không đưa vào trong hướng dẫn ha. Thì như vậy là mấy em thấy là về kháng viêm và kháng đông cũng có rất nhiều các vấn đề. Riêng về cái vừa và nặng thì dùng cái remdesivir ha. Còn cái tocilizumab thì là cũng có chỉ định, nhưng mà những cái phần mà của kháng thể đơn dòng trong cái kháng viêm á, thì hiện nay từng trường hợp cụ thể phải qua hội chẩn của hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế ha, người ta đồng ý thì mình mới được quyền xài. Thì đó là những cái thuốc mà hiện nay là nó chưa có được cấp phép ở Việt Nam mà phải thông qua điều trị khẩn cấp và phải được hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế người ta chấp nhận được xài, thì lúc đó mình mới xài. Và kháng sinh nếu có đồng nhiễm, và chúng ta sẽ làm một số các cái xét nghiệm để đánh giá về cái ảnh hưởng của thuốc cũng như là đánh giá tiên lượng của bệnh nhân. Thì cái đó là vừa. Còn cái mức độ mà nặng nguy kịch á, thì Thảo nói là cái tháp 3 tầng á mấy anh chị. Cái tháp 3 tầng á, thì nó vô á, là nó có nhẹ, nhưng mà tới vừa á, đều là vừa nặng. Rồi cái tháp cuối cùng á, là nặng nguy kịch. Cho nên là cái phần hai mấy cái đó nó chuyển đổi lẫn nhau. Cho nên là hiện nay thì mình nói cái nặng. Nặng là sao? Nặng là khi mà cái nhịp thở nó quá nhanh ha, trên 30 lần một phút, rồi có khó thở, thở mở, SpOC dưới 92, B trên F dưới 300. Ha, rồi lúc đó thì mình thấy giữa nặng và nguy kịch nó gần như là chúng ta cùng theo một cái điều trị. Ha, đó là cũng là chuyển đổi từ cái oxy liệu pháp. Và chuyển qua nếu như là cái đánh giá tình hình bệnh nhân là không có thể mà đáp ứng được với oxy, đối với lại những cái phần mà oxy không xâm nhập thì chúng ta bắt đầu đặt nội khí quản. Thì cái này nó có cái bài riêng, thành ra chị Thảo sẽ không nói kỹ mà dành cho cái giảng viên kế tiếp nói về các cái liệu pháp oxy cũng như là thở máy không xâm nhập. Thì chúng ta bắt đầu qua đặt nội khí quản, thở máy xâm lăng. Và trong trường hợp mà nếu như nặng hơn mà chúng ta chưa có đủ các trang thiết bị như là ECMO, thì chúng ta có thể là kết hợp cái thông khí nằm sấp để đạt được hiệu quả. Hiện nay về nguồn lực đó, mấy em thì rất là khó ha. Có những trường hợp nó có chỉ định đó nhưng mà chúng ta lại không đủ máy thì những cái này phải chờ đợi thôi ha.
Thì như vậy đối với lại cái nguy kịch thì cái chúng ta thấy rằng là tím tái nè, rối loạn tri giác nè, SpO2 thì dưới 90 nè, B trên S thì là dưới 200, đó là vô cái AIDS. Bệnh nhân có thể có sốc hoặc là tổn thương đa cơ quan. Thì đó là cái phân cái lưu đồ tiếp cận khi mà phân mức độ. Và cái này có thể chuyển tầng qua lại với nhau. Nếu như mà nguy kịch mà chúng ta điều trị tốt thì nó chuyển qua cái tầng nặng, và từ tầng nặng thì chúng ta có thể tập cho bệnh nhân và cai máy gì đó thì nó chuyển qua tầng vừa, vân vân, rồi để cho bệnh nhân được xuất viện. Thì như vậy thì đối với lại các cái tầng điều trị thì hiện nay là tùy theo mức độ thôi, chứ còn đáp ứng được hay không thì nó tùy theo địa phương có bị quá tải về điều trị hay không. Chị nói kỹ mấy slide thôi, còn mấy kia thì chắc mình sẽ đi qua. Cái này là cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế được ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2021, cũng là cái version cuối cùng đó. Thì hiện nay thì Bộ Y tế cũng thấy là bắt đầu nó cũng không hợp lý và đang định sửa lại nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây thì Thảo chỉ nhấn mạnh ngay cái đoạn này. Đây, em cho ngay chỗ thở oxy với HFNC này. Thì cái đoạn mà HFNC với NIF á, thì mấy anh chị thấy rằng cái đoạn đó thì là chưa có lọc máu. Tuy nhiên là trong cái đợt dịch mà ở Bắc Giang và Bắc Ninh á, thì do mình cũng không có nhiều máy thở, và khi mà thở HFNC á, thì chúng ta thấy rằng cái giai đoạn này là chúng ta sẽ dùng kháng viêm. Và kháng viêm thì có thể là dùng đề xa 6 mg. Tuy nhiên thì một số các anh chị nói có thể là cá thể hóa, có thể là dùng cái corticoid liều cao. Nếu như chúng ta không đủ máy thở gì đó thì mình làm thử ha, chứ đâu có đủ máy thở. Cái thứ hai nữa là ở đoạn này thì chúng ta sẽ lọc cytokine, thì chúng ta sẽ đỡ đặt nội khí quản và thở máy xâm nhập. Thì chính cái điều này thì đã rút ra được ở Bắc Giang đó, thì là những cái trường hợp nào mà mình làm sớm một chút về kháng viêm thì gần như là bệnh nhân đỡ đặt nội khí quản và thở máy. Và như chúng ta đã biết, với cái nguồn lực của mình, nếu cái gì mà nó đỡ chuyển nặng thì cái sự thành công nó tốt hơn, tại vì bây giờ hiện tại là quá tải điều trị, và các tầng dưới thì càng phải làm sớm để cho nó đỡ từ nhẹ qua nặng, thì chúng ta mới có đủ sức để mà có thể điều trị cho bệnh nhân cũng như con người, nhân lực, trang thiết bị, thuốc men ha. Thì như vậy đây là những cái phần mà chúng ta thấy rằng hiện tại thì cái lưu đồ này á, thì nó vẫn đúng, và nó có một cái cũng rất là hay, Thảo cũng chỉ ra luôn. Ví dụ cái màu xanh á, thì mấy anh chị thấy nè, cái này là hiện là tầng 1 ha. Cái màu vàng á, là tầng 2, và cái màu đỏ là tầng 3. Thì như vậy đối với lại chúng ta á, thì là tầng 3 là tầng nguy kịch. Thì đối với dân hồi sức thì bệnh cũng vòng vòng trong đó đó, thở oxy nè ha, rồi oxy liều cao, không xâm nhập, rồi lọc máu, rồi ECMO. Đó là những cái mà chúng ta thấy. Còn cái phần mà nối từ tầng 2 qua tầng 3, đó là các thuốc kháng viêm, kháng đông, kháng thể đơn dòng, các cái thuốc mà kháng virus, vân vân. Thì vào khoảng tháng 7, khi mà tình hình là cái đợt dịch nó bùng lên dữ dội á, thì ở bộ môn hồi sức thì Thảo Đại với lại em bác sĩ Quân á, thì cũng suy nghĩ rất là nhiều để mà có thể là đóng góp. Thì vào tháng 7 thì có làm ra cái mô hình 3 tầng mới, và cũng gửi cho Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Thì trong cái tình hình mà coi như là họp các cái hội đồng chuyên môn á, thì mấy anh nói là bây giờ F0 không đưa ra được. Và những cái trường hợp mà F0 mà nó nhẹ, bắt đầu là có triệu chứng rồi, nó cũng không đưa ra được, mà mấy anh gọi là cái từ gọi là tự phát á. Thì tới lúc đó mình thấy là nếu như mà mình không chăm lo được cái phần đó thì những cái phần mà từ nhẹ nó chuyển qua nặng nó sẽ rất nhiều. Cho nên là đã viết nên cái bài gọi là chuyển dịch trong mô hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Thì chúng ta thấy rằng cái đợt dịch đầu tiên á, thì những cái bệnh viện dã chiến sẽ nhận các bệnh nhân nhẹ và những bệnh nhân không triệu chứng, hay F0 là đưa ra dã chiến. Còn cái bệnh viện điều trị á, là điều trị COVID á, thì là nhận những cái bệnh nhân có triệu chứng, và khi mà nặng hơn thì chuyển lên tầng 3, tức là bệnh viện nặng nguy kịch hay là những cái trung tâm hồi sức.
Thì tới cái giai đoạn khi mà nó quá tải về mặt F0 và những cái bệnh nhân mắc á, thì chúng ta thấy rằng cái phần mà bệnh viện dã chiến á, thì bây giờ là chúng ta phải đưa về cái bệnh nhân nhẹ và bệnh nhân không triệu chứng là phải điều trị tại nhà, chứ bây giờ đâu có đủ các cái bệnh viện để mà điều trị. Cho nên là đây ở tại nhà thì chúng ta sẽ có bệnh nhân không triệu chứng, bệnh nhân nhẹ nhưng mà không có yếu tố nguy cơ nặng, tức là những bệnh nhân như là béo phì hoặc là trên 65 tuổi thì không thể để ở nhà được, mà phải đưa ra để mà khẩn cấp theo dõi vân vân. Và cái đối với lại những cái bệnh nhân mà hồi trước là bệnh viện điều trị những bệnh nhân có triệu chứng á, thì bây giờ mình sẽ điều trị những bệnh nhân nhẹ nhưng mà có yếu tố nguy cơ, tức là những cái phần mà Thảo nói nãy á, yếu tố nguy cơ 4 mức á, thì những cái yếu tố nguy cơ nặng tức là vùng da cam và vùng đỏ đó là mình phải đưa ra để điều trị ở các bệnh viện điều trị. Và đối với lại cái tầng cao nhất đó là trung tâm hồi sức, đó là những bệnh nhân nặng và cần có cái hỗ trợ oxy cao, ví dụ như oxy dòng cao gì đó, thì cái này phải có cái oxy lỏng mới chịu nổi, chứ còn cái oxy bình mình đâu chịu nổi Cho nên là hiện nay thì Thảo thấy là cái này nó đã thành sự thật rồi, là hiện tại mình đang đi theo cái mô hình này và nó mới đủ nhân lực để cho chúng ta điều trị và đủ cơ sở, các cơ sở y tế điều trị cho những cái bệnh nhân thật sự mà có triệu chứng. Còn hiện nay tại nhà thì cũng đã được sự hỗ trợ của cả nước ở tại thành phố Hồ Chí Minh, từ lực lượng quân y cho đến các 60 mấy tỉnh thành đó, là các thành phần là đã vô hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là một cái điều rất là may mắn và chúng ta rất là cảm ơn tất cả các cái nhân viên y tế đã hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Còn yếu tố nguy cơ bệnh nặng thì Thảo cũng nói thêm thôi, cái này là từ sách vở của nước ngoài, thì trong đó thì nó có gồm có các bệnh lồng mắt, các tình trạng ức chế miễn dịch, hoặc là tuổi, thì trong đó có tuổi cao hoặc là trẻ nhỏ, và đặc biệt là mình có thêm cái tình huống đặc biệt đó là những cái trường hợp phụ nữ mang thai. Mà trong cái đợt dịch này á, phụ nữ mang thai đó mình thấy rất là khó đó ha. Tức là nếu như mà mang thai với tuổi thai mà nó thấp á, ví dụ như dưới 13 tuần hoặc là dưới 25 tuần á, thì mình thấy rằng là nếu như mà đi vô suy hô hấp mà giảm oxy thì rất dễ ảnh hưởng đến thai và suy thai. Còn đối với lại những cái trường hợp mà thai mà trên cái tuần tuổi mà nó lớn hơn 1,5 kg đó, thì chúng ta là phải mang thai ra sớm thì mới có thể giải quyết cái siêu hấp của người mẹ để đảm bảo cái oxy cho người mẹ. Và có những trường hợp là rất là đau lòng, tức là cả mẹ lẫn con đều chết, thì đó là những cái trường hợp mà trong cái đợt Covid này là đau lòng nhất Thì đây là cái yếu tố nguy cơ của bệnh nặng. Thì người ta thấy rằng nếu như là trong cái trường hợp mà nhập viện á, thì cái nếu như có các cái loại bệnh như là bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường hoặc là bệnh phổi mãn tính á, thì cái tỷ lệ nặng á, là nó gấp nhập viện thì nó gấp 6 lần cái người bình thường, và cái tỷ lệ tử vong thì nó gấp 12 lần cái người bình thường đối với lại những bệnh nhân mà có bệnh nặng. Đây là một số các cái yếu tố nguy cơ thuộc vào các nhóm dịch tễ học nè, như là tuổi, bệnh nền, có ghép tạng hay không rồi vân vân. Hoặc là cái nhóm thứ hai đó là dấu hiệu sinh tồn, là tức là tần số thở, tần số tim, rồi B trên S rồi vân vân Rồi cái nhóm thứ ba mà để nói về yếu tố nguy cơ để mình tiên lượng thì đó là vào các xét nghiệm, ví dụ như Dedimer lớn hơn 1.000 hoặc là CBK lớn hơn 2 lần giới hạn bình thường, CRP trên 100, LDH trên 245, thì dựa trên một số các cái nghiên cứu đã công bố. Thì này mình nói về hội chứng lâm sàng, chắc phải đi qua nhanh mấy cái này mấy anh chị biết hết rồi, ví dụ AIDS, rồi tiêu chuẩn lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết mà được đánh giá ở ngoài ICU thì người ta dùng cái Quick Sofa là dựa vào nhịp thở, trạng thái ý thức, rồi huyết áp tâm thu. Còn đối với lại nhiễm khuẩn huyết mà tại ICU thì người ta sẽ dựa vào cái sofa, và sofa thì nó được đánh giá bởi nhiều yếu tố. Thì như vậy nói chung là lên tới cái tầng nguy kịch
Thì nhiều lúc là cái COVID mình giải quyết được cái phần mà của bệ oxy, nhưng mà cuối cùng là nhiễm khuẩn thứ phát, sau đó là nhiễm khuẩn huyết rồi sốc nhiễm khuẩn, mà trong đó là những cái nhiễm khuẩn đa kháng của mình hiện nay nó rất nhiều, và bệnh nhân không vượt qua được cái sốc nhiễm khuẩn đó. Thì có những cái trường hợp là sau bao nhiêu lâu mình điều trị COVID thấy cũng khá lên, cái bắt đầu nó lên một cái gọi là giống như là báo cytokine lần hai, là y như là của nhiễm khuẩn, và bệnh nhân cũng tử vong. Cho nên cái này mình hết sức là thận trọng. Hôm rồi thì nó cũng có một cái hội nghị về nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn nặng ở ICU đó, thì cũng đã công bố một số các cái nhiễm khuẩn huyết cho bệnh nhân COVID của mình tử vong cũng khá nhiều. Cho nên các anh chị cũng lưu ý là làm sao các cái quy trình về nhiễm khuẩn phải được đạt được yêu cầu. Thì riêng đối với trẻ em thì có một cái hội chứng người ta gọi là cái MIS, đối với trẻ em thì nó giống như hội chứng mà gọi là đáp ứng viêm mà đa cơ quan ở nhi đó. Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ biểu hiện rất là nhiều các cái cơ quan, ví dụ như dạ dày ruột, tim mạch, huyết học, và đôi lúc có những cái biểu hiện giống như là Kawasaki, và thời gian nằm viện thì cũng từ 4 đến 10 ngày, và cũng phải dùng một số các cái như là IVIG hoặc là cái corticoid hoặc là kháng thể đơn dòng. Đây là một số các ảnh hưởng trên không tim mạch hoặc là tim mạch của các cái bệnh nhân mà có hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ em. Và cái cơn bão cytokine thì trong sinh lý bệnh thì mình cũng nói rõ là không phải ai cũng có cơn bão cytokine, mà những cái trường hợp mà khi mà virus nó nhân nhân chia lên và phát tán thì có những trường hợp là đáp ứng viêm quá mạnh và hình thành ra cái cơn bão cytokine. Thì ở những người mà có cơn bão cytokine thì thường là cái tiên lượng nó kém hơn rất nhiều. Và người ta để giải quyết các cái vấn đề mà liên quan đến cơn bão cytokine thì như nãy Thảo nói đó ha, nên là chúng ta phải điều tiết miễn dịch. Thì trong đó có rất nhiều các cái loại thuốc liên quan, trong đó là corticoid, rồi thứ hai nữa là các kháng thể đơn dòng, rồi các kháng thể đơn dòng kết hợp, rồi chúng ta có thể là dùng các biện pháp lọc, mà trong đó là lọc cytokine hoặc lọc hấp phụ vân vân, hoặc là thay huyết tương. Đây. Rồi, như vậy thì người ta cũng dựa trên sinh lý bệnh để người ta có thể tác động vào cái kháng viêm hoặc là điều hòa miễn dịch dựa trên những cái con đường mà mình đã biết qua các cái thử nghiệm lâm sàng. Thì trong đó thì có nhiều nghiên cứu, nhưng mà cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng được quan tâm nhiều nhất đó là cái recovery. Đây là một cái nghiên cứu nhãn mở đa trung tâm, rồi xong rồi can thiệp, và người ta thấy rằng cái dexamethasone uống trong là 6 hoặc là tim mạch 6 mg một ngày trong tối đa là 10 ngày thì nó có cái hiệu quả rất là tốt so với lại các cái điều trị mà tiêu chuẩn, trong đó là giảm được tỷ lệ tử vong. Thì hiện nay thì chúng ta đang thấy những cái nào mà cái y học mà bằng chứng nó rõ ràng thì người ta đưa vào cái hướng dẫn của quốc gia. Một số các đồng nghiệp cũng có hỏi, ví dụ như là bây giờ hướng dẫn của quốc gia thì nó chỉ ghi vậy thôi, còn mình bây giờ mình cho liều cao được không? Thì thật ra cái đó là cá thể hóa. Mà cá thể hóa thì Thảo nói là ghi rõ vô trong đó là do cái tình hình thực tế là mình không còn máy thở hay gì đó, mình chỉ còn cái biện pháp đó là có thể là giúp cho bệnh nhân là không phải đặt nội khí quản gì đó. Thì hôm trước thì cái nhóm của bệnh viện Chợ Rẫy thì gồm có Thảo nè, chị Xuân, Đại với Linh thì cũng có những cái group mà của Bình Dương, Long An với Đồng Nai đó. Mình thấy rằng nếu như mà tay không bắt giặc thì là mình có thể sử dụng một số các cái trường hợp mà cá thể hóa thì cũng thành công, và một số trường hợp là bệnh nhân cũng đã khỏe trở lại mà không cần phải đặt một khí quản thở máy nha. Đây là một số các cái nghiên cứu mà liên quan đến cái đề xa nha, rất là nhiều từ năm 2020. Và trong cái nghiên cứu recovery thì người ta thấy rõ là cái
đối tượng mà nghiên cứu đó là những bệnh nhân COVID-19 có hạ oxy máu và CRP lớn hơn 75, và người ta can thiệp với lại cái tocilizumab 400 đến 800 mg, và có thể là thực hiện lại liều 2 sau 12 cho đến 24 giờ, so với cái nhóm chứng là có 2.094 bệnh nhân. Cái này là đối với lại tocilizumab, tức là thuốc ức chế đơn dòng á, là kháng với lại interleukin-6. Thì như vậy đối với lại cái tocilizumab hiện nay mình cũng dựa vào cái nghiên cứu này, và đối với Bộ Y tế thì mình đã đưa vào trong hướng dẫn để cho các đơn vị mà có thuốc. Thực ra thì cái việc mà dự trù thuốc của tocilizumab nó cũng rất là khó khăn. Giai đoạn đầu thì mình có một số các loại thuốc này để điều trị cho khớp, và mình phải xin làm điều trị khẩn cấp với lại cái việc hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế phải hội chẩn và chấp thuận. Thì hiện nay thì một số trường hợp thì các em báo cáo lại đó là cái tocilizumab á thì có khoảng từ một nửa đến 2/3 thì nó cũng có tác dụng tốt, nhưng mà chưa có thống kê cụ thể thôi. Nhưng mà thấy là bệnh nhân nó khá, và khi mà thở oxy mát hoặc thở oxy hoặc HFNC thì mình chặn được cái đường là phải đặt nội khí quản thở máy. Thì như vậy thì nó cũng có những cái có lợi cho bệnh nhân. Thì hiện nay chúng ta vẫn đang làm và vẫn đang cho thuốc. Một cái nữa đó là bacillinative với lại cái remdesivir thì người ta so sánh với nhau. Thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm mà có sử dụng cái bacillinib thì chúng ta thấy rằng cái thời gian hồi phục nó ngắn hơn, và đặc biệt là ở cái hồi phục lâm sàng ở ngày thứ 15 thì chúng ta thấy nó cũng được, và tỷ lệ tử vong 28 ngày thấp hơn. Và hiện nay cái bacillinib này thì đối với là bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang xin để được nhập. Thì nếu như mà chúng ta có thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để dùng cho bệnh nhân mình, càng có nhiều cơ hội để dùng thuốc thì càng tốt. Và trong khuyến cáo điều trị của cái NIH năm 2020 thì mấy anh chị thấy ở đây nó cũng ghi rất là rõ, tức là ví dụ như trong trường hợp mà nhập viện mà chúng ta phải có sử dụng oxy thì trong đó khuyến cáo là có remdesivir, dexamethasone vân vân. Thì những cái này thì Thảo thấy rằng mình sử dụng là cái những cái nghiên cứu đã được thống kê và có cái y học chứng cứ của thế giới thì mình cũng có thể áp dụng. Ví dụ như là trong cái giai đoạn đầu á thì dùng remdesivir hoặc là dexamethasone hoặc là phối hợp. Còn cái giai đoạn mà chúng ta phải dùng tới HFMC device thì là mình phải có thể dùng dexamethasone kèm hoặc là không kèm với remdesivir và thêm vô cái tocilizumab nha. Thì cái này cũng rõ trong các cái phác đồ của nước ngoài và thế giới thì người ta cũng đã dùng, và hiện nay thì Bộ Y tế cũng dựa trên những cái bằng chứng này và cũng đã đưa vào các cái hướng dẫn sử dụng. Về khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam thì chúng ta thấy rằng sử dụng cái corticosteroid toàn thân hoặc đường tiêm hoặc đường uống, và áp dụng trong những cái trường hợp như là mức độ vừa, nặng hoặc là nguy kịch theo 1-4-1-5 phân loại các mức độ lâm sàng, và dùng ở những trẻ em mà bị cái hội chứng viêm hệ thống có liên quan đến COVID-19, và những cái trường hợp mà COVID-19 có bệnh nền cần phải tiếp tục điều trị bằng bệnh nền bằng cái corticosteroid toàn thân. Như vậy là có ba cái phần mà chúng ta phải sử dụng steroid. Và cái liều của mình thường sử dụng đó là 6 mg mỗi ngày trong 7 đến 10 ngày, có thể thay thế bằng các loại khác. Ví dụ như hydrocortisone, cái này là trong viện, còn ngoài F0 thì nó khác hơn một chút. Rồi, đối với lại các cái trường hợp mà lọc á, thải cytokine á, thì người ta thấy rằng có thể là chúng ta kết hợp với lọc máu. Thì cái này nó có một bài riêng, thành ra chị Thảo cũng đi nhanh. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng các cái màng polymyxin, rồi sau đó là lọc endotoxin, rồi lọc cytokine, thì nó có là cái màng là Oxalate hoặc là Cytosol hoặc là HA330, 380 vân vân. Thì những cái này là ở trong cái bài lọc máu sẽ có. Cái mức độ lọc nó như thế nào, lọc cái nào, lọc cytokine cái nào, lọc nội độc tố rồi vân vân đó, thì mấy cái này là mấy em tham khảo.
Đây là những cái trường hợp mà chúng ta lọc kết hợp nè, M100 với lại các cái quả lọc HA330, hoặc là những trường hợp chúng ta lọc bilirubin vân vân. Còn thuốc về kháng virus đó mấy em, đối với lại thuốc kháng virus thì tùy theo cái quá trình xâm nhập và sao chép của virus mà người ta sẽ có những cái cơ chế tác động lên cái đích tác động của thuốc kháng virus. Ví dụ ở đây mấy em thấy nè, đối với lại cái sao chép ANA thì nó có những cái trường hợp là chúng ta phải dùng các cái thuốc, và các cái thuốc nào thì nó vô ở trong các cái phần mà cơ chế đó. Ví dụ như là sao chép ANA hoặc là trong các trường hợp cắt đứt những cái men rồi vân vân, thì đây là nó có thuốc đi kèm ha, mấy em thấy là nó cũng dễ hiểu. Thì nó có ba cái loại mà tác động chính, đó là ức chế sự xâm nhập của virus, thứ hai là ức chế sự tổng hợp của ANA của virus, hoặc là điều hòa miễn dịch ha. Mấy cái này mấy em coi qua những cái thuốc nào mình có thì mình mới nói thôi. Ví dụ như hiện nay thì chúng ta đang có cái thuốc kháng virus là Remdesivir. Mà chị Thảo nói luôn, cái Remdesivir á, là nó vẫn chưa được cấp phép. Và chúng ta là mua được cái bản quyền và chúng ta coi như là sản xuất ra, thì bây giờ nó phải là thử nghiệm lâm sàng. Và các cái hướng dẫn để sử dụng Remdesivir thì hiện nay Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn mà chúng ta phải làm theo đúng y như vậy. Với các chỉ định đối với vừa và nặng, và khi mà bắt đầu nó có thở máy rồi thì là gần như là chúng ta nếu mà cho chỉ định trước rồi thì chúng ta kéo dài qua luôn cái thở máy ECMO. Còn nếu như mà chúng ta đã thở máy ECMO rồi thì không sử dụng Remdesivir theo Bộ Y tế Việt Nam. Còn các cái loại như là Lopinavir hoặc Tocilizumab hoặc là Sarilumab đó mấy em, hiện nay thì Bộ Y tế đang cũng có công văn để mà áp dụng cái điều trị khẩn cấp để nhập tất cả những cái thuốc này. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nếu mà đã thử nghiệm hoặc là phải là điều trị khẩn cấp thì nó có những cái công văn hướng dẫn và theo các cái mẫu và bệnh nhân phải đồng ý mới được ha. Thì đó là những cái phần mà liên quan đến các cái thuốc kháng virus. Này, chị Thảo cũng đi nhanh qua thôi ha. Ví dụ như Remdesivir ha. Remdesivir thì nước ngoài người ta nghiên cứu rất nhiều, và có những lúc thì thấy là nó có giảm được cái lượng virus đó, nhưng mà để giảm tỷ lệ tử vong hay kia thì nó không có rõ, các cái y học chứng cứ nó không có được sáng sủa lắm ha. Nhưng mà hiện nay thì coi như là chúng ta có vũ khí gì thì chúng ta là phục vụ cho bệnh nhân và đồng bào mình những cái vũ khí mà chúng ta có được ha. Đây là những cái phần mà nghiên cứu Remdesivir đã được công bố, và hiện nay thì chúng ta đang dùng nhưng mà theo công văn hướng dẫn của Bộ Y tế, và trong đó là phải có báo cáo về cái tên bệnh nhân sử dụng ở mục đích nào và chỉ định như thế nào đều rõ ràng. Còn đối với lại cái Lopinavir và cái một số các cái thuốc mà hiện tại chúng ta đang có đó, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng cùng cơ chế đánh vào tế bào, và lúc trước là điều trị HIV vân vân đó, thì mà bây giờ chúng ta cũng là có một số các cái thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy rằng nó giảm được tử vong, có tải lượng virus nó giảm vân vân. Thì hiện nay người ta cũng vẫn đang sử dụng, một số nước thì cấp phép nhưng mà một số nước thì chỉ là cái điều trị khẩn cấp chứ được thông qua thôi chứ chưa được cấp phép. Tiếp này. Đây là cái Lopinavir và Ritonavir. Tiếp. Đối với lại cái Favipiravir thì hiện nay thì Bộ Y tế mình nói là ở Việt Nam mình sản xuất được, mà có một số các cái nghiên cứu cũng đã công bố về cái hiệu quả cũng như là tính an toàn của cái Favipiravir. Thì chúng ta thấy rằng đối với lại những cái bệnh nhân mà sử dụng cái Favipiravir này thì chúng ta thấy rằng áp dụng cho những bệnh nhân nhẹ trung bình ở Ấn Độ, trong cái đợt mà bùng phát ở Ấn Độ nghiêm trọng đó, thì được điều trị khẩn cấp. Và người ta thấy rằng cái thời gian mà virus âm tính 5 ngày so với lại cái nhóm chứng, nhóm mà kiểm soát là 7 ngày, và có
cái B thì nó chỉ là 0,129 ha. Tuy nhiên thì bây giờ người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu ở một số các nghiên cứu lớn khác. Nhưng mà riêng Bộ Y tế Việt Nam thì cho rằng cái Favipiravir này hiện tại mình đang có thì cũng có thể là sử dụng ở trong các cái đợt dịch mà bùng phát nha, giống như Ấn Độ. Mà tiếp. Đây là một cái hướng dẫn mà của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ nãy mình cũng nói rồi đó. Thì cũng người ta cũng dựa trên những cái bản này để mà xài các cái loại thuốc mà kháng thể đơn dòng. Tiếp này. Và một cái loại thuốc mà gần đây đưa vào trong cái điều trị mà F0 tại nhà được cái một cái gói riêng đó, đó là Monubiravir. Thì cái Monubiravir này á, thì nó đã có những cái nghiên cứu công bố rồi và kết luận rằng cái độ an toàn, tính dung nạp và cái hiệu quả mà để cho giảm được cái lượng virus trong vòng 5 ngày á, là nhìn trên cái biểu đồ thì mấy em thấy nó cũng giảm rõ đó ha, từ 5 ngày trở đi là nó sụt và giảm rõ. Và như vậy thì hiện nay F0 của mình được sử dụng thuốc này nhưng là thử nghiệm lâm sàng và phải có cái cam kết từ về phía bệnh nhân cũng như một số các cái điều coi như là bắt buộc phải coi như là phải thực hiện đó nha. Thì mình phải giải thích cho bệnh nhân đồng ý thì chúng ta mới cho cái gói thuốc này nha. Tiếp này. Rồi. Liên quan về kháng viêm và cái kháng virus thì nó tương đối rồi, còn đối với lại cái kháng đông đó mấy em thì nó cũng dựa trên một số các cái bệnh sinh về cơ chế gây huyết khối miễn dịch ở phổi trên những bệnh nhân AIDS. Thì cái này thì theo cái sinh lý bệnh mới nhất năm 2021 đã được công bố thì đối với lại cái vi huyết khối đó, nó sẽ xảy ra ở khắp nơi. Từ cái thành mao mạch cho đến tế bào nội mô rồi đi vô trong bởi rất nhiều các cái tế bào ví dụ như lympho mono rồi trên các thành của mao mạch rồi ở phế nang của phổi rồi vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng với cái sinh lý bệnh mà của vi huyết khối miễn dịch á thì nó sẽ làm cho cái cục máu đông được hình thành gọi là huyết khối. Cho nên là khi mà chúng ta thấy cái D-dimer hoặc là những cái phần mà chất mà gọi là ly giải á, nó có thì là cái cục huyết khối đã hình thành rồi. Cho nên hiện nay thì người ta nói kháng đông á, thì nên dùng sớm một chút. Khi mà cái đợt vừa rồi á, thì nó có một cái đề cương nghiên cứu thì mấy anh cho rằng khi mà mới bắt đầu có triệu chứng thôi á, nếu mà chúng ta cho cái kháng đông với kháng viêm nó sớm một chút thì có thể là nhẹ nó không chuyển qua nặng. Và những cái đề cương này đang chuẩn bị được nghiệm thu. Thì cũng báo cho mấy em biết nhưng mà hiện nay hướng dẫn của chúng ta thì là mức độ mà coi như là cũng phải vừa trở lên thì chúng ta mới cho ha. À, mời tiếp. Đây là một số các cái yếu tố mà chúng ta thấy nó ảnh hưởng trên cái chống đông ha, và nó ảnh hưởng lên phổi, lên tim và lên hệ mạch máu và những cái xét nghiệm mà chúng ta phải theo dõi vân vân. Cho tiếp. Đây là cái sơ đồ mà người ta dùng kháng đông là từ ở mức độ vừa trở lên ha, mức độ COVID đó, vừa vừa nguy kịch và cái phần trên rồi. Và đối với lại cái huyết khối ở đối với vi huyết khối miễn dịch đó, thì người ta nói về cái D-dimer và cái thoái dáng của fibrin đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nó hình thành rồi á là gần như là cái cục huyết khối nó đã có rồi. Cho nên là nếu như dùng kháng đông thì chúng ta phải dùng ở cái chỗ mà nó nhẹ ha, rồi vừa là tức là cái cục huyết khối nó mới vừa hình thành, chứ còn hình thành rồi thì nó sẽ xảy ra những cái biến chứng nặng hơn ở phổi và các cái cơ quan khác. Đây là một số các cái bệnh lý mà người ta thấy rằng cái hiệp hội mà huyết học người ta cho ra các cái phần để theo dõi ví dụ như D-dimer, thời gian tuần pin rồi vân vân, để cho chúng ta theo dõi những cái trường hợp mà SARS-CoV-2 nha. Và cũng là một cái nghiên cứu được công bố cũng đầu tháng 8, ngày 4 tháng 8 thì có một cái nhóm nghiên cứu công bố hai bài trên New England và sử dụng một nhóm thì cho là nhóm không nặng, không nguy kịch và một nhóm là nguy kịch. Thì người ta thấy rằng nếu như sử dụng heparin mà nó sớm trong cái nhóm mà không nguy kịch thì nó sẽ giảm được cái coi như giảm được tỷ lệ tử vong á, tức là tăng cái thời gian sống sót lên.
Và đối với lại cái nhóm nguy kịch á, thì người ta lại thấy rằng đối với nhóm nguy kịch thì nếu sử dụng cái liều kháng đông á, mà thuộc loại liều điều trị hay liều dự phòng thì nó không ảnh hưởng gì đến cái thời gian, đến cái tiên lượng tử vong. Thì như vậy hiện nay thì Bộ Y tế mình cũng đang theo cái hướng này để có thể là thay đổi cái chiến lược về kháng đông đối với những trường hợp nguy kịch quá nặng rồi đó. Thì mình đang liều điều trị mình có thể giảm về cái liều dự phòng hay không, tại vì gần đây cũng có một số các cái trường hợp nó xuất huyết nặng nha. Thì đó là những cái gọi là sắp tới chiến lược nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Mời tiếp. Đây là một cái sơ đồ mà cái nhóm của bên Đại học Phạm Ngọc Thạch cho em Hồng Trường đó, thì đã làm ra một cái bảng để cho các anh chị ở bệnh viện dã chiến có thể theo đó mà thực hiện theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là của WHO về cái điều trị COVID. Thì chúng ta thấy là chắc mấy em chắc cũng biết cái này và có thể là sẽ lấy ra theo dõi thêm và cập nhật. Cái này nó thay đổi liên tục rồi mấy em, cho nên là khi mà hướng dẫn thay đổi thì mình phải thay đổi theo chứ không là mình làm sai nha. Rồi mời tiếp. Nhỏ quá ha mấy em. Đây là một cái bảng mà của IDSA nói về các cái thuốc kháng virus cũng như là các cái kháng thể đơn dòng được dùng trong những giai đoạn nào và cái nào thì có những cái y học chứng cứ rõ ràng, cái nào chưa có, để cho chúng ta biết mà áp dụng. Thì cái này được cập nhật rất mới vào tháng 8 2021 đó. Thành ra mấy em cứ dựa theo mấy cái này để mà có thể là mình dùng thuốc mà cá thể hóa cho nó đúng. Rồi thôi vậy chị kết luận nha, tức là phân độ bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ bệnh nặng thì giúp cho có kế hoạch theo dõi và điều trị thích hợp. Các hội chứng lâm sàng ở nhóm bệnh nhân nguy kịch thay đổi từ AIDS đến sốc nhiễm khuẩn, tổn thương tim, thận, hội chứng viêm đa hệ thống đến bão cytokine và suy đa cơ quan, thì sẽ dựa vô cái phân độ này mà chúng ta phân bổ nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực, và làm thế nào để mà vừa điều trị theo phác đồ nhưng mà tới một lúc nào cá thể hóa thì mình có đầy đủ các y học chứng cứ để mình có thể sử dụng các thuốc. Và mấy em lưu ý là hiện nay đối với Bộ Y tế Việt Nam thì là có những cái thuốc nó chưa được cấp phép mà nó phải qua thử nghiệm lâm sàng, thì mấy em cần phải nhớ đi theo đó đều có các hướng dẫn và chúng ta phải thực hiện nghiêm các cái hướng dẫn này. Thì trong đó có remdesivir và monopiravir. Sắp tới thì cái regen cấp và cái sạc sinitip á, thì cái đó nó cũng sẽ về Việt Nam. Thì hy vọng rằng chúng ta có nhiều thêm các cái vũ khí để mà có thể là giúp cho bệnh nhân mình tốt hơn. Xin cảm ơn các em. Với các em là hỏi gì? Nước không? Em có hỏi gì thì mấy em nhắn tin cho tới rồi cô Thảo trả lời. Chưa hỏi ha. Mấy em có muốn hỏi gì không? Nó nếu không có thì mấy em gửi qua email cho cô Thảo cũng được. Còn mấy em nào muốn hỏi? Đây. Có em Nguyễn Lâm Minh Huy. Khoan cho em tiếp. Ở phía trên. Cho em hỏi về liều kháng đông ở bệnh nhân COVID. Đối với bệnh nhân thở cannula và thở mask thì mình có khác biệt gì với liều duy trì và điều trị không? Cái đoạn mà nó nhẹ vừa đó mấy em, thì người ta muốn cho kháng đông nó sớm nha. Nó sớm nha.
Còn và cái liều mà thí dụ như hôm trước là ở Bắc Giang á, thì là thầy Gia Bình có đề nghị, chứ còn trong cái hướng dẫn thì nó vẫn y chang vậy thôi. Thầy Gia Bình có đề nghị á, là nếu như nhịp thở trên 20 lần mà SP dưới 94 là cho luôn. Và lúc đó là 1 mg kg mỗi 24 giờ. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu là coi như là bắt đầu mà lên vừa á, là mà thở phải thở oxy đó, thì lúc đó là mình phải cho liều điều trị luôn, tức là 1 mg mỗi kg mỗi 12 giờ, thì ta thấy rằng nó có khả năng là nó giảm cái đặt nội khí quản thở máy hơn. Em ở khoa nhiễm bệnh viện Bình Thuận, dexamethasone dùng liều tối đa là 10 ngày, nếu bệnh nhân còn nặng có tiếp tục dùng nữa không ạ? Thường thì theo đúng phác đồ thôi, 10 ngày là mình ngưng, còn nếu mà mình dùng là kéo dài thì thường nó có bệnh lý nền phải dùng cái đó thì mình mới dùng kéo dài. Cái thứ hai nữa là dùng kéo dài thì người ta cũng không thấy có lợi gì hơn. Còn trong cái thời gian mà dexamethasone đối với là bệnh nặng thì người ta thấy rằng nếu mà mình dùng Dexa thì nó có thể là có những cái y học chứng cứ là làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Không biết mấy em nó nghe có hài lòng không hay là có cần hỏi gì hỏi tiếp nha. Mà em Trần Thanh Hùng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bệnh nhân đang dùng kháng đông nhóm kháng vitamin K khi bị COVID thì có chỉ định dùng heparin hay rivaroxaban không? Nếu có thì giảm liều. Thì này y chang đây, giống như những trường hợp mà những bệnh lý tim mạch đó em giảm liều vitamin K, sau đó em dùng heparin đi cho nó dễ ha. Thì heparin thì mình phải theo dõi xét nghiệm. Và lúc đó là sau khi mà COVID mà nó đỡ hơn thì mình lại chuyển lại cho bệnh nhân. Em Nguyễn Thành Công ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Thưa cô, em thấy có một số nơi sử dụng ivermectin để điều trị cho bệnh nhân COVID, vậy có hiệu quả cải thiện lâm sàng? Cái này thì hôm cách đây khoảng đầu tháng 8 nó cũng có một cái bài nghiên cứu khoa học về ivermectin. Tuy nhiên thì nó cái độ mà để cho mình có thể áp dụng thì là hiện nay đang tranh cãi rất nhiều ha. Và hiện nay thì đối với lại những cái quốc gia mà nó thuộc loại là pháp luật pháp lý nhiều như là Mỹ đó, thì người ta vẫn là không có công nhận cái ivermectin. Và mấy em có coi lên báo rồi đó, có những cái bác sĩ nào mà cho toa về ivermectin mà hiện nay nó đang điều tra đó mấy em. Thì nó gọi là cá thể hóa thôi, tức là có những cái thuốc mà mình sử dụng trên những bệnh lý khác nhưng mà có cùng cơ chế vô cái tác động vô cái sao chép hoặc là cái gì đó, thì người ta sử dụng cái đó để điều trị qua COVID, thì một số người thì thấy nó giảm. Nhưng mà cái mà để mà một cái nghiên cứu ACT hoặc là gì đó thì nó lại không có cái kết quả tốt như là mình mong đợi. Cho nên hiện nay ivermectin mà để rộng rãi trên giới khoa học thì người ta chưa công nhận. Em Lê Hồng gì đó của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cô cho em hỏi có yếu tố nào để chọn lựa loại kháng viêm dexamethasone hay solumerone? Thì các cái khuyến cáo mà gọi là y học chứng cứ mạnh á, thì đều về dexamethasone thôi. Dexamethasone thì nó cũng như mấy em biết về dược động dược lực á, thì nó trên cái kháng viêm nó tốt hơn những cái phần khác nó mấy chục lần luôn mà. Cho nên là hiện nay thì người ta nếu mà khuyến cáo ngay cả hướng dẫn của Bộ Y tế mình á, thì vẫn ghi là Dexa. Còn khi nào không có thì mình mới thay thế. Nhưng mà tuy nhiên chị nãy chị nói rồi đó, tức là ở một số các cái bệnh nhân khi mà mình không còn một vũ khí gì nữa thì mình có thể dùng cái liều bên là liều mà coi như là liều cao đó. Thì ở những cái trường hợp mà mình cho là hết mức rồi đó, không còn gì nữa, mình cho liều cao thì có một số thì đáp ứng cũng khá tốt. Nhưng mà nói vậy thì nó cũng có tác dụng phụ đi kèm rất nhiều ha. Trong đó là có dạ dày giữ nước rồi tiểu gì tăng đường huyết rồi nhiều lắm mấy em nha. Cho nên là mình phải đi kèm với đó là mình phải kiểm soát được tất cả các yếu tố của tác dụng phụ,
tức là phải điều chỉnh được đường huyết rồi ha, rồi các cái phần mà ứ nước rồi quá tải rồi vân vân đó, là mình phải giữ được thì mình mới bắt đầu mình tính đến cái việc dùng các cái loại khác. Em Lê Văn Cường ở Đa khoa thành phố Cần Thơ. Dạ, cô cho em xin cách sử dụng heparin không phân đoạn trên bệnh nhân. Cái này là nó có ở trên mấy cái bộ công cụ đó. À, em vô face của cô Thảo đó, nó có cái bộ công cụ đó, thì em mở ra ngay chỗ mà các cái nhóm lọc cầu thận dưới 30 á, thì heparin xài sao nó có đó em nha, không nhớ nổi đâu. Rồi, Từ Thị Minh Kha Trần, nếu bệnh nhân viêm phổi nhưng SpOC trên 94, mình có dùng corticoid không chị? Ở bên chị á, thì là hiện nay nó có một cái nghiên cứu của bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh nhân á, là bắt đầu có triệu chứng thôi, nó không cần SpOC mà dưới 94, là ở bên bệnh viện Chợ Rẫy cho thuốc là có dùng cái solumerol 16 mg một viên cộng với cái rivaroxaban là Sorrento một viên. Thì hiện nay đang tổng kết á, là không có bệnh nhân nào bị biến chứng, và chỉ có một hay hai bệnh nhân gì nó đã trở nặng qua vừa thôi. Cho nên là cái này chị Thảo nghĩ rằng nếu như mà được bộ nghiệm thu á, thì mình cho sớm một chút cũng được. Có một số anh chị nói cái thời giao thời như nãy chị nói đó, tức là ngay cái đoạn đó thì nó là cái bắt đầu lên viêm, và ở bên virus thì bắt đầu nó xuống vân vân, thì ngay cái đoạn chuyển tiếp đó thì có bệnh nhân rất tốt nha. Cho nên cái này mình cũng không có phải là quá là 94 hay là trên 94, mà bắt đầu là cái đoạn mà nó có triệu chứng ít quang hoặc là nó có cái biểu hiện của nhịp thở là mình cho được. À, em Nguyễn Duy ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Thưa cô, cho em hỏi là tocilizumab sử dụng chỉ một liều duy nhất, nhưng nếu sau đó anti-CD16 vẫn tăng nhưng không có điều kiện lọc máu thì được. Cái này là Bộ Y tế cho mà em, tức là sau 12 giờ nếu mấy em đánh giá về lâm sàng nó không cải thiện, mình có thể cho luôn liều thứ hai nha. Lovenox tiêm dưới da hay truyền mà lovenox tiêm dưới da? Rồi. À, em Phan Hữu Tào ở bệnh viện tỉnh Bình Định, dexamethasone có thấy slide 60 mg một ngày, có slide chắc bị lộn á em ha. À, rồi. Cái là slide nào hồi chị Thảo sửa rồi nha. Lý Thanh Minh ở Trung tâm Y tế Phước Long, cá thể hóa điều trị đối với kháng đông và kháng viêm phải không đúng với phác đồ Bộ Y tế, như vậy có hợp pháp không? Hiện nay chị Thảo nói đó, tức là nó có hai hai luồng. À, bây giờ mình làm á, thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì cái đó là ngân sách nhà nước chi. Còn nếu như mà bệnh nhân có bệnh nền đó là bảo hiểm y tế chi. Nếu mà mình làm khác phác đồ Bộ Y tế thì là không được. À, nhưng mà nếu như mà mấy em hội chẩn hoặc là mấy em đưa lên mà cá thể hóa là vì lý do gì á thì là có thể là được chấp thuận. Còn cái hợp pháp thì hiện nay thì là cái hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hay hội đồng chuyên môn quốc gia cũng đang họp, và nếu như anh Trường Sơn thì anh có nói là nếu như các cái bằng chứng về y học chứng cớ nó rõ thì chúng ta phải thay đổi hướng dẫn nha. Cho nên là cái này mấy thầy cũng họp liên tục mấy em ơi nha. Rồi. À, ở Việt Đức, thưa cô, bệnh nhân tình trạng vừa nặng khi ổn định ra viện ngừng Lovenox có cần dùng tiếp? Thường thì nếu như không có yếu tố mà nguy cơ đó mấy em thì mình không cần dùng thêm ha, chứ là bệnh nhân ra viện thì ngưng. Còn nếu như mà cái người đó có yếu tố nguy cơ thì mình dùng dự phòng ha, thì mình vẫn có thể dùng Sorrento tiếp ha. Rồi. À, em Nguyễn Duy ở Kiên Giang, cô Lovenox tiêm dưới da bệnh nhân béo phì có đạt hiệu quả như mong muốn không cô, có cần chuyển qua? Cái này thì cô cũng mới vừa gửi lên cho hội đồng chuyên môn quốc gia đó,
Thì do cái đợt vừa rồi đó thì cái enoxaparin, tức là cái Lovenox của mình nó hết hàng, thành ra rất là thiếu, cho nên là một số bệnh nhân mình phải chuyển qua cái heparin truyền tĩnh mạch. Nhưng mà cũng do cái đợt đó thì mình nhận thấy rằng nếu mình truyền heparin truyền tĩnh mạch á ở trên bệnh nhân béo phì thì gần như nó không có chuyển độ, thì mình lại thấy rằng hình như béo phì á, heparin truyền tĩnh mạch nó vô máu nó đủ, còn cái thằng mà béo phì á, thì là cái nó ở cái tế bào mỡ nó giữ lại cái Lovenox đó, không mình chưa có đo đạt được, cho nên mình chỉ đưa đến cái outcome của mình thấy thôi. Cho nên hiện nay thì cũng gửi cho Hội đồng Chuyên môn Quốc gia xem thử coi mình đối với béo phì mình chuyển qua heparin truyền tĩnh mạch, và mình theo dõi nếu như ở những nơi nào có cái xét nghiệm theo dõi thì mình sẽ chuyển qua để cho hiệu quả nó tốt hơn. Nhưng mà cái này thì anh thứ trưởng Trường Sơn đó, thì anh nói là ráng tìm các cái nghiên cứu mà liên quan đến các vấn đề này thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ thay đổi nha. Như vậy là có đó em nha. Em Châu Thị Diễm thăm Bệnh viện Đa khoa Long An. Thưa cô, cho em hỏi ferritin tăng tại sao là yếu tố tiên lượng nặng? Cái này em coi cái phần cái biểu cái sơ đồ của cái cân bảo cytokine trong bài của cô đó, thì nó sẽ làm tăng cái ferritin trong cái cân bảo do một số cái yếu tố liên quan đến tế bào nha. Cái này nó có trong cái biểu đồ. Em Nguyễn Văn Trung của Bình Định. Thưa cô, có nên sử dụng thuốc kháng virus sớm ở giai đoạn nhiễm, giai đoạn nhẹ cùng với kháng đông và kháng viêm? Có chứ nha. Cái này là em coi lại cái mấy cái giảng đồ của cô đó, tới cái giai đoạn mà nhẹ đó, tức là giữa ngày 7 qua ngày 8 đó, tức là cái giai đoạn đó bắt đầu là của kháng viêm, kháng gì đó. Còn sớm đó, mà mấy em dùng đó, thì là nếu như kháng đông đó, trong trường hợp mà cái này thì nó lại hơi là về về thiên về các cái đề cương nghiên cứu rồi đó, cho nên là nếu như mà mình không bị bởi các cái hướng dẫn mà thanh toán á, thì mình sẽ làm thấy mình thấy có kết quả rất là tốt. Nếu như trong giai đoạn nhẹ mấy em dùng được thuốc kháng virus thì đúng cái đoạn của kháng virus rồi, tức là lúc đó virus nó đang sinh sôi mà, thì cái kháng virus thì ok rồi. Còn cái kháng đông và kháng viêm á, thì là cũng ở giai đoạn chuyển tiếp chứ không phải là cái giai đoạn quá sớm. Qua giai đoạn quá sớm thì nếu mà mình dừng thì nó lại ức chế miễn dịch thì như vậy đó, nó đang ở giai đoạn ức chế miễn dịch thì không nên Cho nên là mấy em cũng phải cá thể hóa chứ không thể nào mà cùng một phác đồ mà làm hết được. Rồi. Bác sĩ Quỳnh Thanh Vũ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Cô cho em hỏi, đang dùng kháng đông Sarento trong huyết khối tĩnh mạch có tiêm ngừa COVID được không? Kháng đông Sarento. Cô thấy là đang dùng kháng đông tiêm COVID bình thường nha. Hiện nay ở bên chỗ bệnh viện Chợ Rẫy mà đang tiêm cho các bệnh nhân bệnh nền đó, thì mình thấy là dùng bình thường là mình tiêm bình thường, tại vì thường là mình sợ nhất là các cái biến cố mặt cái khối cái gì đó nha. Em Trần Quốc Thái ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thưa cô, điều trị cơn bão cytokine nếu em không có quả lọc hấp phụ có thể dùng liệu pháp thay huyết tương được? Em nó có một cái bài trong không biết ai giảng bài đó, chắc chị Xuân hay ai đó, thì sẽ nói có cái thay huyết tương nữa cũng được nha. Em Lý Thanh Minh ở Phước Long. Thưa cô, bệnh viện em không xét nghiệm được Dedima mà BMI 25, vậy có thể dùng enoxaparin hay được hay không? Phác đồ chỉ cho 1 mg nếu không có xét nghiệm. Cái đó là để cho an toàn đó em ha. Nhưng mà mấy em mà không đo gì hết rồi thấy cũng khổ rồi đó ha. Mình sẽ rất là lo tại vì mình không có đo được gì hết ha. Thứ hai nữa là enoxaparin á, mà mình dùng mà 1 mg 1 kg 24 giờ thì nó yếu lắm, tức là nó không đủ liều á, cho nên là trường hợp đó nó cũng khó. Em Tô Duyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, chia sẻ thêm về dinh dưỡng và vật lý trị liệu cho bệnh nhân đang thở máy xâm nhập và sau cai máy thở.
cái dinh dưỡng mà vật lý trị liệu á, thì nó có một cái bài mà mới đây hướng dẫn của Bộ Y tế có em, tại vì cái bài đó của chị tiến sĩ Lưu Ngân Tâm với lại cái cô mà phục hồi chức năng đó, cái bài đó kỹ lắm. Bây giờ là chị Thảo mà chia sẻ ở đây nó vẫn không đủ, tại vì ở những bệnh nhân nặng á thì là cái dinh dưỡng nó liên quan đến cái cytokine trong dinh dưỡng nữa. Nên ví dụ như trong cái cơn bão cytokine thì nó cũng ảnh hưởng đến cái phần mà hấp thu dinh dưỡng, rồi cái những cái phần mà liên quan đến cái hội chứng mà chậm hấp thu, rồi nó liên quan đến cái dinh dưỡng trên bệnh nhân thở máy vân vân. Thì cái này là nếu mà chị Thảo tìm được thì chị Thảo sẽ chuyển cho mấy em, mà không biết chuyển lên cái group nào không biết. Ở em ở Đồng Nai hả? À, để chị Thảo có gì cho mail đi em, có được chị Thảo chuyển qua. Nguyễn Hân Long ở đâu không biết. Cô cho em hỏi về vấn đề bệnh nhân sau điều trị 8 ngày BCA hiện đã âm tính lần 2, lâm sàng không còn triệu chứng, SpOC 97, khí trời, chức quang phổi so với ban đầu có cải thiện, dùng levofloxacin, dexamethasone, heparin, bạch cầu hiện tại là 18.000. Cái này thì mấy em phải đánh giá về các yếu tố nhiễm khuẩn với em, tức là hiện tại lên có nhiễm khuẩn thứ phát không, tại vì không phải là bạch cầu chỉ có tăng do đề xa không đâu ha. Thì em sẽ kiểm thêm một số các cái, thứ nhất là đi tìm ổ nhiễm có không ha, cái thứ hai nữa là em làm thêm CRP hay PCT gì đó ha, rồi em sẽ thêm một cái bộ gọi là bộ nhiễm trùng đó. Em coi đánh giá nếu em có CD thì em làm thêm ở chỗ em không biết là ở đâu không biết. Thì nó có nhiều cách lắm ha, để xác định là đó là bạch cầu do nhiễm khuẩn hay là bạch cầu do đề xa. Và thứ hai nữa là nếu mà trên COVID thì em coi lại cái tỷ lệ của các loại, ví dụ như là lympho, neutro hay là cái gì nó tăng nha, tại vì cái mấy cái đó cũng quan trọng. Ít quang phổi so với ban đầu có cải thiện, không phải cái đó là trên rồi. Em Trần, em Trần gì? Trần Thị Minh Kha. Vitamin D cho bệnh nhân khoảng 2.000 đơn vị ngày nhưng thực tế không có vì thường chung với canxi và hàm lượng rất thấp, xin chị cho ý kiến. Thì ở đây người ta nói là cái vitamin D quan trọng cho người COVID, trong các cái loại mà điều trị cho F0 nữa. Thì chị thấy rằng nếu không thì mình phải khuyến khích người bệnh là họ chịu khó, họ nhà mà có cửa đó, khi mà bắt đầu mà ban ngày có nắng vô đó thì là phải mở ra và đi ra để đón nắng chút ở trên lầu gì đó, hoặc là ở dưới sân á, chứ còn ra đường thì không dám rồi nếu mà F0. Còn đối với bệnh nhân nặng thì mình phải bổ sung em nha. Ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Dạ thưa cô, cho em hỏi kinh nghiệm chuyển từ dexamethasone sang xài metim prednisolone liều 125 vì bệnh nhân AIDS đang xài dexa liều 12. Cái này thì giảm dần theo như trước giờ thôi em, tức là ví dụ như là em đang xài là 16 mg là 12 viên gì sáng chiều, thì sau đó em giảm phân nửa ha, em giảm phân nửa rồi tới hồi em mấy thì em chuyển qua solu. Nhưng mà ý cái solu của em thì cái liều của em là liều bên, cho nên cái này nó cũng nguy hiểm dữ lắm, cho nên là phải cũng phải xài tráng bao tử ha, rồi cũng phải kiểm soát đường huyết, rồi một số trường hợp là mấy em coi là có ứ nước muối gì đó không nha. Bệnh nhân COVID kèm với suy thận, mạn chạy thận định kỳ, mục tiêu SpO2 duy trì có giống như CBD không? Suy thận mạn thì nó không giống như CBD em, tại CBD thì là những cái bệnh nhân này á, thì có khả năng họ chịu được CO2 cao, oxy, nó hơi tùy theo tuổi với lại cái mức độ giai đoạn á, tức là giai đoạn của CBD á. Còn cái chạy thận mạn thì là nó không phải như vậy, và cái mục tiêu của nó cũng giống như gần như COVID bình thường hoặc là nó phải cao hơn, giống như là trường hợp có thai vậy đó nha.
Bệnh viện Bình Dân. Cái gì vậy? 5,33 để chuyển từ đề sao sang mê tin. Chắc cũng giống nãy ha anh ha. Đặt máy tạo nhiệt có tiêm vaccine được không? Cái này thì chị thì cá thể quá thì chị không có biết được, nhưng mà hiện nay ở cái khoa mà tim mạch can thiệp ở bên chị là có đặt máy tạo nhịp á, thì họ sẽ tư vấn cho bệnh nhân, cho nên là em nào mà có thì nó có cái tư vấn á, mấy em gọi điện thoại trực tiếp luôn cho bác sĩ tim mạch, nhưng mà theo chị thì cũng không có gì mà không được hết nha, chứ có theo dõi thôi nha. Rồi. Cần anh Thư của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Thưa cô cho em hỏi một số chuyên gia sử dụng liều cao của dexamethasone dùng 20 g nhân một ngày nhân 5 ngày, sau đó giảm còn 10 g, có thể kéo dài thêm đến khi lâm sàng ổn định. Em thấy các bệnh nhân sao dùng liệu kỳ này? Đúng rồi, hồi nãy chị nói đó, tức là hoặc là mấy em dùng là solo, hoặc là mấy em dùng đề xa hay những cái loại mà nó gần như giống nhau. Thì quan trọng là corticoid liều cao nó có những cái tác dụng phụ rất nặng mà mấy em phải kiểm soát được mấy cái đó thì mấy em mới xài nha. Và thứ hai người ta cũng không cổ vũ nhiều đâu, tại vì cái thời điểm mấy em xài rất là quan trọng. Ví dụ như mấy em xài mà nó nhầm vô cái liệt miễn dịch á, thì là chết luôn, nó sẽ nhiễm khuẩn. Mấy em nhớ rằng cái thời mà của cái COVID mà bùng dịch của Ấn Độ đó, thì cái sử dụng cái corticoid liều cao nó mang lại một cái hậu quả rất là tệ, đó là nhiễm nấm, mà nhiễm nấm đen đó mấy em nha. Thì đối với mình á, nếu mấy em sử dụng cái corticoid liều cao ngoài cái rối loạn nước điện giải nó trầm trọng, nó bị đau dạ dày, rồi nó bị tăng đường huyết, thì nó còn có một cái nữa đó là nó ức chế miễn dịch gây lên những cái nhiễm khuẩn và nhiễm nấm rất nặng nha. Cái này thì mấy em rút kinh nghiệm ha, mình phải kiểm soát được cái đó thì mình mới xài. Em tôi với bác sĩ định Đồng Nai, xin cô cho em tài liệu. À rồi chút xíu là cô có gì cô coi. Rồi như vậy là tạm thời như vậy ha, mấy em còn thắc mắc gì thì mấy em cứ gửi email hoặc số điện thoại của cô Thảo đó nha, cô Thảo trả lời được tới đâu hay tới đó nha. Rồi thôi cảm ơn mấy em rất nhiều nha, chúc cho mấy em thiệt mạnh khỏe bình an hết nha. Rồi chào mấy em hết nha. Dạ chào cô ạ. À chào mấy em. Rồi. Thấy đi chống dịch không mà thấy mặt mũi đâu nha. Ráng bình an nha. Rồi cô Thảo cảm ơn.